Khi lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha từ ái của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay, trong ngày Thánh Nhật, Ngài đã biệt riêng chúng con ra để Ngài dùng đức trong của Ngài để rửa sạch chúng con. Ngài dùng đức trong của Ngài để khiến chúng con được lên thánh. Ngài sửa soạn chúng con cho đến kỳ đã định của Ngài, đó là Chúa Jesus Christ sẽ trở lại trên không trung để đón hội thánh của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa Thánh Linh, chính Ngài là Đức Chúa Cha toàn năng, đấng thánh khiết, công bình, khôn ngoan và mâu luận, đã đến để giúp đỡ chúng con là những kẻ được chuộc bởi huyết báu của Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đã nhẫn nại về kiên trì để dùng lời của Ngài dạy dỗ chúng con. Lạy Chúa, chúng con tin cậy nơi Ngài, dẫu rằng mắt thường chúng con không nhìn thấy Ngài, nhưng tâm linh chúng con tin cậy nơi Ngài, vì biết rằng Ngài là đấng hiện hữu, hằng hữu, Ngài đang hiện diện tại nơi này, và Ngài sẵn sàng ghi lời của Ngài trong lòng chúng con và trong trí khôn chúng con. Lạy Chúa toàn năng, xin lời của Chúa được vững lập đời đời trên đời sống của chúng con, vì Chúa đã khiến cho lời của Ngài được tôn cao hơn cả danh thánh Ngài. Lạy Chúa, xin giúp chúng con tôn cao lời của Ngài, không phải chỉ môi miệng, nhưng ở trong cuộc đời của chúng con, trong cuộc sống hàng ngày của chúng con và trong lòng chúng con. Và thì giờ này, xin Chúa Thánh Linh Ngài sức dầu cho lòng chúng con, cho tai của chúng con được mở ra, mắt chúng con được mở ra, đón nhận lời của Chúa. Lạy Chúa, chúng con biết rằng bởi xác thịt của chúng con không thể nào hiểu được sự mầu nhiệm trong lời của Ngài, nhưng bởi vì chính Chúa Giêsu đã phán rằng khi Chúa Thánh Linh tới thì Ngài sẽ dẫn chúng con vào mọi lẽ thật trong lời của Ngài, và Ngài sẽ bày tỏ tất cả những gì ở trong lời của Ngài cho chúng con, vì Ngài yêu chúng con. Lạy Chúa Thánh Linh, chúng con yêu mến Ngài, và chúng con khao khát sẽ một kỳ chúng con trở về thiên quốc, tại nơi đó chúng con sẽ nhìn thấy rõ Ngài bằng con mắt mà chính Chúa đã ban cho chúng con, một cái tên mới Ngài ban cho người chúng con ở trong thiên quốc Ngài. Lạy Chúa Thánh Linh, thì giờ này thuộc về Ngài. Chỉ rút dẫn sắp chúng con, ban ơn cho chúng con thì giờ có cần này, để ban sức mới cho linh của chúng con, để tất cả chúng con có thể nhận được sức sống từ đây Ngài qua lẽ thật của Chúa, và có sức được làm theo mặc lệnh Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con tôn vinh Ngài, và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục học bài Giáo ước của Đức Chúa Trời lập với Isaac phần tiếp theo. Sáng thế ký đoạn 26 từ câu 7 đến câu 11 chép: Bởi nàng Rebecca sắc sảo dung nhan, nên khi dân xứ đó hỏi thăm vợ người thì người đáp rằng ấy là em gái tôi, e khi nói ấy là vợ tôi thì họ sẽ giết mình chăng. Và người ngụ tại xứ đó cũng đã lâu. Một ngày kia, Abimelech vua Philistin ngó ngang qua cửa sổ, thấy Isaac đang giỡn chơi cùng Rebecca, vợ người bèn đòi Isaac mà rằng: quả thật là vợ ngươi đó, sao có nói ấy là em gái tôi? Isaac đáp rằng: vì tôi có thầm nói, chớ khá vì nàng mà tôi phải bỏ mình. Abimelech hỏi: ngươi làm chi cho chúng ta vậy? Ngộ có một người dân đến nằm cùng vợ ngươi, ngươi làm chúng ta phải phạm tội. Abimelech bèn truyền lệnh cho cả dân chúng rằng: kẻ nào động đến người này hay là vợ người này thì sẽ bị xử tử. Theo thuộc thể, mặc dù Isaac đã được nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời trực tiếp với mình và được Ngài lập giáo ước với, nhưng mà cuộc đời của Isaac chưa kinh nghiệm được quyền phép cai trị của Đức Trời trên muôn vật. Và bởi cái đó, khi đối diện với một nan đề thì Isaac sử dụng sự khôn ngoan của con người, kinh nghiệm của con người để suy luận vấn đề và hành động theo cái điều mà tâm trí xác thịt, cũng giống như là cha của mình là Abraham đã từng làm. Isaac đã để cho sự sợ hãi khiến cho quên đi quyền phép của Đức Trời, đấng đã phán vỡ lại chính mình, nên người đã nói dối về vợ của mình rằng người ấy chỉ là em gái của tôi mà thôi. Lý do khiến cho cả Abraham và Isaac phải sợ hãi đó là gì? Đó là vẻ đẹp sắc sảo của vợ mình ở trước sự tối tăm của thế gian. Bây giờ chúng ta cùng nhau suy gẫm lời của Đức Trời trong lẽ thật được giấu trong văn tự của những lời này. Chữ sắc sảo dung nhan trong câu 7 này, nguyên văn trong tiếng Hebrew gồm hai chữ nhìn vào và chữ đẹp. Chữ dung nhan tương ứng với chữ nhìn vào của tiếng Hebrew, có nghĩa là sự nhìn vào, nhận thấy, nhìn chăm, quan sát, cân nhắc, ưng thuận, chú ý tới và tôn trọng nó. Chữ sắc sảo trong câu 7 này, nguyên văn trong tiếng Hebrew có nghĩa là người tốt hơn hết, khoan dung, tử tế, hào phóng, phong phú, được quý trọng, đáng yêu. Isaac trong trường hợp này là người là hình ảnh cho đại diện cho các môn đồ của Đức Chúa Christ, là những người đại diện cho Đấng Christ. Sau khi Chúa Giêsu đã trở về thiên đàng với Đức Chúa Cha, Ngài trao chìa khóa của Đức Chúa Trời lại cho các môn đồ của Ngài, và từ các môn đồ đầu tiên cho tới chúng ta ngày hôm nay là người giao giảng tin lành của Đấng Christ sẽ đại diện cho Chúa Giêsu Christ, và trong trường hợp này Isaac đại diện cho chúng ta, vì chúng ta là chi thể trong thân thể của Đấng Christ.
Chúng ta nhớ lại khi Chúa Jesus thi hành chức vụ rao giảng tin lành của nước Chúa Trời trên đất này. Người ta đã gọi Ngài là Thầy Nhân Lành. Vì người ta đã nhìn thấy Ngài, quan sát thấy Ngài và thấy được sự tốt lành của Ngài, sự khoan dung của Ngài, sự giàu có của Ngài và sự đáng yêu của Ngài. Và tất cả người nào đến với Chúa đều không có người nào bị hổ thẹn cả khi người ta tin cậy nơi Chúa. Chúa đã bày tỏ quyền phép của Đức Chúa Cha, bởi tình yêu của Đức Cha để chữa lành cho người ta, giải cứu người ta và làm phép lạ ban bánh cho người ta. Người ta đã kéo theo Chúa Giêsu vì từ Ngài tỏa ra sự khoan dung, sự nhân từ, tình yêu thương của Đức Chúa Cha. Mọi người đều nhìn thấy, quan sát được, cân nhắc thấy được điều đó, và người ta đều nhìn chăm vào Ngài và đồn danh tiếng rằng Ngài ra khắp nơi. Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 23 đến 25 chép như thế này: Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ bệnh tật trong dân. Vậy danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Syria. Người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm hay là mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám, điên cuồng, bại xuội thì Ngài chữa cho họ được lành cả. Và lại, từ xứ Galilê, xứ Decapolis, thành Jerusalem, xứ Giu-đê cho đến xứ bên kia sông Giô-đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài. Tất cả những người đã tin cậy nơi Chúa Giêsu đều không hổ thẹn, và đó chính là sự sắc sảo, sự đẹp đẽ của Chúa Giêsu Christ. Mà Rebecca là hình bóng về Ngài, Rebecca là hình bóng về thân thể của Đấng Christ, cũng là hình bóng về hội thánh của Đấng Christ. Ngày nay, chính vào lúc người ta đều tập trung vào đấng tiên tri Giêsu ở Nazareth, chính những lúc người ta đang kéo theo Chúa Giêsu, đang quý trọng, đang tôn trọng Ngài và gọi Ngài là đấng nhân lành, thì những người Pharisee, thầy thông giáo và thầy dạy luật, thầy tế lễ ở trong thành Jerusalem bắt đầu gì? Ganh tị, đố kỵ, và họ có thế lực, họ có sức mạnh, họ đe dân Giu-đa. Và bởi cớ đó, trong đêm của lễ vượt qua, người ta đã kéo đến bắt Chúa Giêsu, và bởi thế lực của chính quyền lúc đó khiến cho các môn đồ của Chúa gì? Hoảng sợ và đã bỏ Chúa chạy. Và riêng Phê-rơ đã chối Chúa tới 3 lần. Vì cái gì? Isaac đã chối rằng người đó là em gái của mình. Isaac đang chối bỏ một mối quan hệ trở nên một với lại Rebecca. Chúa Giêsu bị bắt, các môn đồ của Ngài bỏ Ngài một mình lại, bỏ chạy. Còn Phi-e-rơ thì sao? Chối Ngài 3 lần. Sự chối Chúa 3 lần không biết Ngài đây là chối bỏ sự hiệp một với Ngài. Một với Ngài. Ngày nay tại những quốc gia mà chính phủ của các giáo đó không tin Đức Chúa Trời, không thờ phượng Đức Chúa Trời, một số không ít người đã tin Chúa Giêsu đã mang sự sợ hãi và chính mình trước những người vô tín. Khi họ đứng trước quyền lực của thế gian bắt bớ họ, họ sợ hãi. Thậm chí họ sợ hãi luôn cả những người nhà là những người không tin Chúa trong gia đình của họ. Họ phải nói dối rằng con đâu có phải đi nhà thờ đâu, tại con bạn của con nó đi nhà thờ, con quen nó rủ con vào đó con ngồi chứ con có đâu đi nhà thờ đâu. Người ta vì sợ hãi nên chối bỏ cái mối quan hệ mật thiết là sự hiệp một với Chúa Giêsu. Bởi khi chúng ta tin Chúa Giêsu nhờ huyết của Ngài mà chúng ta trở nên làm một với Ngài. Khi chối bỏ như vậy, có nhiều người nói là gì? Bị quen thôi, làm bạn thôi. Người ta là gì? Người ta chỉ muốn chấp nhận một cái mối quan hệ là làm bạn mà thôi, chứ không trở nên một thịt với Ngài. Không chỉ là một với Chúa trong danh của Ngài. Có rất nhiều người ở trong đất nước mà chống lại tin lành. Có nhiều người đã bị bỏ tù, thậm chí bị tử hình, và đứng trước cái quyền lực của sự chống đối đó thì có nhiều người đã sợ hãi và chối bỏ. Isaac nói Rebecca là em gái mình, nghĩa là từ chối mối quan hệ trở nên một với Rebecca. Những người mang sự sợ hãi vào trong lòng mình trước những người vô tín đã không dám xưng mình là tín đồ của Đấng Christ. Điều đó có nghĩa là sự từ chối mối quan hệ hiệp một với Chúa Giêsu. Chúng ta xem lời của Chúa trong Giăng đoạn 17 câu 19-23 chép như thế này: Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Ấy chẳng những vì con, vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai đấy hiệp làm một, như cha ở trong con và con ở trong cha, đã để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một, con ở trong họ và cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một,
và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến, và Cha đã yêu con, thương con cũng như Cha đã yêu thương con. Như vậy, khi chúng ta tin Chúa Giêsu và giữ lời Ngài trong lòng chúng ta trở nên một với Ngài. Sự chối bỏ không biết Chúa Giêsu có nghĩa là gì? Sự chối bỏ hiệp một với Ngài. Isaac chỉ nhận Rebecca là em gái của mình mà thôi, và đó là sự tiên tri về những người tin Chúa nhưng trong lòng còn có sự sợ hãi vì chưa nhận biết Chúa rõ ràng, nên chỉ dám nhận mình có cảm tình với tin lành mà thôi. Chúng ta có thể nhìn thấy gương của Nicodem. Ông là một người Pharisee có thế lực cai trị trong dân, nhưng mà vì chức vụ và sợ chính quyền nên ông ta không dám đến công khai với Chúa Giêsu mà phải đến với Chúa trong ban đêm. Sáng thế ký 26 câu 8 đến câu 9 chép: và người ngụ tại xứ đó cũng đã lâu. Một ngày kia, Abimelech vua Philistin ngó ngang qua cửa sổ thấy Isaac đang giỡn chơi cùng Rebecca vợ người, bèn đòi Isaac mà rằng: quả thật là vợ ngươi đó, sao có nói ấy là em tôi gái tôi? Isaac đáp rằng: vì tôi có thầm nói, chứ khá vì nàng mà tôi phải bỏ mình. Không có điều gì có thể giấu mãi được, vì đến kỳ sẽ phải lộ ra. Chúng ta xem lẽ thật ở trong chân đèn, cái nụ cái bầu đó là sự mà Đức Chúa Trời làm việc cho trong lòng chúng ta. Thánh Linh sẽ khiến chúng ta phải bộc lộ ra. Nếu chúng ta cố giấu mình đi thì Chúa cũng khiến chúng ta phải bộc lộ ra. Vua Abimelech đã nhìn thấy và nhận biết Isaac và Rebecca là vợ chồng chứ không phải anh em. Qua điều gì? Qua sự thông công của hai người giỡn chơi với nhau thôi, ở ngoài sân, không phải ở trong buồng kín mà ở bên ngoài. Điều này cho chúng ta thấy một điều gì? Sớm muộn những người tin Chúa cũng sẽ bộc lộ mình ra rằng mình là người thuộc về Chúa, vì người ta sẽ nhìn thấy mối quan hệ của chúng ta đối với Chúa, đặc biệt những người yêu mến Chúa mật thiết. Người ta sẽ nhìn thấy cái mối thông công của chúng ta với hội thánh của Đấng Christ, mối tương giao của chúng ta với Chúa, lời nói của chúng ta, hành động của chúng ta, cách cư xử của chúng ta. Họ nhận như chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy rằng trong bài tuần trước chúng ta đã học và biết rằng danh của vua Abimelech hình bóng về Đức Chúa Trời toàn năng. Ở đây không có nghĩa rằng Abimelech đây đại diện cho Đức Chúa Trời, nhưng tất cả mọi sự được chép xuống trong kinh thánh này để Đức Trời sử dụng nó để dạy dỗ rằng Đức Trời cai trị muôn vật qua các vật Ngài tạo dựng nên. Và điều mà Abimelech đây gặp Isaac đây hình bóng Chúa của trách chúng ta, là của trách những người đã tin Chúa rồi, đã nhận được giáo ước của Đức Chúa Trời rồi mà vẫn còn sợ hãi. Hay của trách vì chúng ta thấy rằng Chúa yêu ai thì Ngài xử phạt người đó, hay của trách người đó. Đó nào. Trong bài này khi chúng ta nhìn vào lẽ thật mầu nhiệm, chúng ta thấy rằng khi những người tin Chúa đã có một thời gian để thành lập cho mình mối thông công với Chúa, và qua đó mà sự hiểu biết về Chúa cũng được thiết lập vững vàng hơn lúc ban đầu mà chúng ta mới tin Chúa. Và trong mối thông công mật thiết của những người tin Chúa đó, những người bên ngoài sẽ nhìn vào đó và nhận biết chúng ta là con cái Đức Trời. Mà khi họ nhận biết rồi mà chúng ta còn chối bỏ, không dám xưng mình ra là con cái Chúa nữa, thì bây giờ Thánh Linh sẽ cáo trách chúng ta vì đó là tội lỗi. Vì Thánh Linh để cáo trách chúng ta, cáo trách thế gian về tội lỗi và về sự công bình của Ngài nữa, để cho chúng ta biết được cái điều đó. Chúa Giêsu đã phán về sự phán xét những ai khiến cho những người tin Chúa rồi mà còn sa vào tội lỗi như sao? Trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 6 chép: song nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Điều đó có nghĩa là những ai đã tin Chúa rồi, tức là những người nào đã khiến cho những người nào đã là con cái của Chúa rồi mà lại sa vào tội lỗi, thì điều đó tức là tội giết người, việc giết con cái của Chúa. Ở đây việc chối bỏ xác thịt này, sợ hãi chối bỏ đấy là giết con cái của Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài đã chúng ta tùy theo lời Ngài nghe miệng chúng ta nói. Khi chúng ta chối bỏ, chúng ta không phải là tín đồ của Đấng Christ, tâm linh chúng ta sẽ chết, bởi vì đó là phạm tội chối Chúa. Xác thịt phạm tội chối Chúa thì tâm linh sẽ chết, nhưng mà khi chúng ta đã là con cái của Chúa rồi thì Đức Chúa Trời sẽ của trách chúng ta. Tại sao lại sợ hãi như vậy? Tại sao lại nói dối như vậy? Ngài của trách chúng ta mà Ngài cho chúng ta có cơ hội để ăn năn trở lại với Ngài. Điều Abimelech của trách Isaac đó, chứ là hình bóng về công việc của Đức Thánh Linh sẽ của trách những người nào đã nhận biết Chúa rồi nhưng mà vẫn còn để sự sợ hãi vào trong lòng mình và nói dối chối bỏ Chúa như vậy, đã Chúa của trách người đó.
Vua Abimelech đã ra lệnh cho dân sự của mình không được xâm phạm thân thể của Isaac và Rebecca. Abimelech bèn truyền lệnh cho cả dân chúng rằng kẻ nào động đến người này hay là vợ người này thì sẽ bị xử. Ở câu số 11. Ở đây hình bóng cho chúng ta thấy rằng này, trong đất tục linh, khi chúng ta nhận được sự của trách từ nơi Chúa và chúng ta nhận lỗi mình, chúng ta thấy rằng khi Abimelech của trách Isaac, tại sao lại nói như vậy? Isaac có nói thật ra là vì tôi có nghĩ thầm trong lòng mà nói thầm trong lòng rằng nếu như tôi nói nhận nó là vợ tôi sẽ chết chăng? Đây hình bóng rằng khi chúng ta nhận được sự của trách từ nơi Chúa, chúng ta ăn năn tội lỗi mình, nhận biết đó là sự sai lầm, sự sai của mình, thì Chúa tha thứ cho và Ngài có lời hứa bảo vệ chúng ta. Abimelech lệnh cho dân sự là không được động đến Isaac và Rebecca, và đây là luật pháp, đó là chép xuống, đó là luật pháp rằng nếu chúng ta tin cậy đến Ngài, không ai động được chúng ta. Dù rằng chúng ta là hòn cát, là cái cù lao nhỏ, nhưng mà Đức Chúa Trời dùng nó để định bờ cõi cho biển. Nó có gầm giống sóng biển của dầu động cũng không thể vượt qua được, vì nó là mạng lệnh đời đời này, mạng lệnh đời. Chúng ta thấy này, kể từ khi tin lành của Đấng Christ đến tới Việt Nam mấy chục năm nay rồi, và đặc biệt từ khi Thánh Linh giáng xuống trên hội thánh của Việt Nam năm 89 đến bây giờ, hội thánh của Chúa đã bị bắt bớ rất là nhiều. Nhưng cho đến ngày hôm nay, điều sợ hãi không phải là thánh, mà là gì? Thế lực bắt bớ hội thánh sợ hãi. Họ sợ hãi. Và bài này chúng ta thấy họ sợ hãi như thế nào. Sau chuyện này, Isaac đã được Đức Chúa Trời ban phước cho, và người đã bắt đầu gieo giống trong xứ đó. Và Kinh Thánh chép về Isaac gieo hột giống trong xứ đó, năm ấy được gặt được bội trăm phần vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. Hình ảnh Isaac gieo hột giống trong xứ này chính là hình ảnh tiên tri về những người thuộc về Đức Chúa Christ. Sau khi được Chúa tỉa sửa, bắt đầu được vững chí, bắt đầu được ra giao giảng lời Chúa cách giản dị về tin lành của Đấng Christ. Và lẽ đương nhiên họ gieo không phải chỉ trong xứ họ, họ gieo bất cứ nơi nào, ngay cả nơi thuộc về thế gian họ cũng gieo nữa. Chúng ta nhớ lại Phi-e-rơ, người đã chối Chúa Giê-su 3 lần, và Phao-lô, người đã từng bắt bớ thánh của Đấng Christ khi người còn là Sau-lơ. Trước khi việc xảy ra sự chối Chúa của Phi-e-rơ, Chúa Giê-su đã phán: Hỡi Simon, Simon, này quỷ Sa-tăng đã xòi đòi sàng sảy ngươi như lúa mì, song ta đã cầu nguyện cho ngươi hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Đối với Sau-lơ, sau này là Phao-lô, Công vụ các sứ đồ 9 câu 1 đến câu 7 và câu 15 đến 17 chép: Bây giờ Sau-lơ chỉ hằng hăm đe các và chém giết môn đồ của Chúa không thôi, đến cùng thầy cả thượng phẩm xin người những bức thơ để gửi cho các nhà hội thành Đa-mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn ông đàn bà, thì trói giải về thành Jerusalem. Nhưng Sau-lơ đang đi đường gần đến thành Đa-mách, thần linh có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người, người té xuống đất và nghe có tiếng phán của mình rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Người thưa rằng: Lạy Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Giê-su mà ngươi bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm. Câu 15 đến 17 chép cũng trong đoạn này: Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại và các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Anania bèn đi vào nhà, rồi đặt tay trên mình Sau-lơ mà nói rằng: Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Giê-su này đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Thánh Linh. Hai con người mẫu mực này sau khi được hối cải, được Chúa tha thứ, họ đã làm gì? Dạm dĩ đi ra gieo giảng tin lành của Đấng Christ cách trọn vẹn, mạnh mẽ, và Chúa ban phước cho công việc của người. Mà Isaac sau khi nhận được lời của trách của Abimelech và nhận được lời hứa của Abimelech rằng gì? Dân sự của Abimelech không được phép chạm, không được động đến thân thể của Isaac và của Rebecca, thì Isaac vững chí và Isaac bắt đầu gieo hạt giống trong xứ đó và Đức Chúa Trời ban phước cho người. Sau khi được vua Abimelech của trách và được vua công bố sự bảo vệ của vua đối với mình và vợ của mình, Isaac được khích lệ vào trong thời gian đó. Chứ năm đó có nghĩa là thời gian tiếp theo sự của trách của Abimelech đối với Isaac, thì Isaac gieo giống trong xứ đó và người được Đức Chúa Trời ban phước cho. Sáng thế ký đoạn 26 câu 12 đến 14 chép: Isaac gieo hột giống trong xứ đó, năm ấy gặt được bội trăm phần vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho, người nên thạnh vượng của cải càng ngày càng thêm cho đến nỗi người trở lên rất lớn. Người có nhiều bầy chiên, bầy bò và tôi tớ rất đông, bởi cớ ấy dân Philistin đem lòng ganh tị. Chúng ta nhớ lại công việc của Thánh ban đầu. Khi mà Chúa Giê-su bị bắt, các môn đồ của Chúa đều hoảng sợ chạy.
Và khi Chúa thi hành chức vụ, Ngài kêu gọi ai nhỉ? Những người dân đánh cá, những người là vô học. Nhưng mà khi Chúa Jesus đã trở về thiên đàng với Đức Cha, và trong ngày lễ ngũ tuần, thân hình của Chúa giáng trên các môn đồ của Chúa, người ta nhìn thấy các tôi tớ của Chúa, đặc biệt Phi-e-rơ dạn dĩ giảng. Họ nhìn vào người này là ai? Người này người vô học mà sao giảng được như thế này? Họ ngạc nhiên. Và đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng khi Isaac nhận được sự của trách của Abimelech, là hình bóng của Đức Thánh Linh sau khi đến để cáo trách họ, chính Chúa Jesus đã tha thứ cho Phi-e-rơ về sự chối bỏ Ngài. Nhưng mà Ngài phán là sau khi ngươi đã được vững chí rồi, khác sự nghĩa là hối cải rồi, hãy làm vững chí anh em mình. Lời hứa của Abimelech chính là hình bóng sự ban cho Đức Thánh Linh. Sau khi đã cáo trách, sau khi chúng ta đã nhận lỗi của mình rồi, Đức Chúa ban ơn của Ngài cho chúng ta, để chúng ta được gây dựng, được vững chí để bước tới. Và chúng ta gieo hạt giống nha. Trong cái năm đó, sau khi đã được sự của trách, sau khi đã được hối cải, sau khi đã nhận biết được mình có sự bảo vệ, Abimelech hứa bảo vệ. Và điều Chúa Giêsu hứa với các môn đồ của Chúa, các người hãy chờ khi nhận được quyền phép từ trên cao, hãy chờ nhận lấy điều Cha ta đã hứa ban cho. Và các môn đồ của Chúa vững chí bước ra và giao giảng tin lành của Chúa, và đạo của Chúa được phát triển khắp mọi nơi. Người có nhiều bầy chiên, bầy bò và tôi tớ rất đông, bởi gây dân Phi-e-tin đem lòng ganh tị. Bản tiếng Việt là ganh ghẻ, nhưng chính là ganh tị. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, Ngài không ti vì ai bao giờ cả. Khi chúng ta bước theo Chúa, thời gian đầu chúng ta khi chưa thành lập đủ đức tin của mình và quyền phép cai trị của Đức Chúa Trời, và vì cơ đó mà nhiều lần chúng ta phạm sai lầm trong sự sợ hãi, và Đức Chúa Trời không lấy đó làm cớ để tiêu diệt chúng ta. Trái lại, vì Ngài yêu chúng ta, Ngài của trách chúng ta, Ngài chỉ ra cho chúng ta cái chỗ chúng ta sai. Abimelech hỏi là gì? Người đó là vợ ngươi, sao ngươi lại nói rằng đó là em gái? Chúa chỉ cho chúng ta biết cái sai, và khi chúng ta nhớ lỗi mình, Ngài tha thứ và Ngài thêm sức cho chúng ta, khích lệ chúng ta, mà Ngài dùng lời của Ngài để của trách tỉa sớm chúng ta, hầu cho chúng ta được sanh ra nhiều trái nữa. Điều Đức Chúa Trời sử dụng vua Abimelech để dạy dỗ Isaac đã là một mẫu mực cho chúng ta. Chúa Jesus đã phán về nguyên tắc làm việc của Đức Chúa Trời trên những người thuộc về Ngài như sau: Giăng 15 câu 1 đến câu 2 chép: Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho, hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Lời của Đức Trời còn được ví là hạt giống không hề hư nát. Và khi hạt giống không hề hư nát đã được gieo ra, sẽ đem lại sự phước hạnh theo như lời của Chúa đã ân định ở trong lời của Ngài. Và phước hạnh sẽ ban cho những người gieo những hạt giống đó ra, trồng những cây đó. Khi Chúa Jesus bắt đầu thi hành chức vụ giáo giảng tin lành, và từ Ngài mà ra các sứ đồ đầu tiên, và đạo Đức Giê-hô-va được giảng ra ở khắp nơi. Bây giờ những người Pharisee và các thầy tư lễ tại thành Jerusalem bắt đầu ganh tị, ganh ghét Chúa Giêsu và tìm cách bắt bớ Ngài. Chúa Giêsu đã phán với các môn đồ của Ngài những sự sẽ xảy ra như thế này. Giăng 15 câu 16 đến 21 chép: Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi, và kết quả hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin thì Ngài ban cho các ngươi. Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình, nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi. Bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Hãy nhớ lời ta nói cùng các ngươi: đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi. Chúa nói điều đó. Điều Isaac được thịnh vượng, được giàu có, nhiều chiên, nhiều bò, nhiều đầy tớ, đã khiến cho những người Philippines ở tại xứ Gera này ganh ghét. Khi hội thánh của Đức Chúa Jesus Christ được thành lập nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh, Ngài vừa giúp mà đạo Chúa được phát triển ở khắp mọi nơi trên đất này, và quyền lực của thế gian bắt đầu hoảng sợ và chống lại công việc phát triển của thánh. Sự ganh tị và đố kỵ của những người thế gian này là luôn tìm cách để loại bỏ sự ảnh hưởng của hội thánh Đấng Christ ở trên đất này. Họ không muốn biết Chúa,
Họ không muốn biết lý do tại sao hội thánh của Chúa lại phát triển. Cũng như người Philippines không muốn biết lý do tại sao Isaac lại giàu có. Họ chỉ không thích sự giàu có của Isaac. Nhưng mà họ quên được một điều rằng chính Đức Trời đã ban phước cho dân Israel để muôn dân trên đất này nhìn vào và biết là tìm hiểu rằng lý do tại sao dân này được phước, tại sao dân này là một dân nhỏ nhưng lại cường thạnh như vậy. Chúa muốn họ tìm hiểu lý do tại sao để đến học hỏi như dân Israel, để trở thành như dân Israel, để họ cũng được phước nữa. Nhưng mà thế gian lại bởi vì sự ganh tị, họ đóng cửa lòng họ lại. Họ đóng cửa cái sự khôn của con người vốn có ngay từ ban đầu để nhận biết là lý do tại sao anh có được điều đó. Để đến để học hỏi, để trở thành giống như dân Israel. Ngày nay ở Việt Nam này hàng nhái nhiều lắm. Họ không ganh tị, họ làm nhái để kiếm được lợi. Nhưng mà họ phạm một sai lầm lớn và không bao giờ theo đuổi được cái chất lượng của cái hàng họ nhái. Bởi vì họ chỉ nhái cái mặt bên ngoài để làm sao bán được hàng thôi, nhưng không nhái được chất lượng. Nếu họ làm được theo chất lượng đó thì họ cũng sẽ giàu có và bền vững mãi. Cho nên cái sự hàng làm nhái đây cũng giống như sự ganh tị đố kỵ vậy. Tại sao họ tạm hơn như vậy? Thay vì học họ để làm theo họ, để họ mình, để cái điều mà họ có đó mình cũng có mãi và phát triển mãi được, thì họ lại làm nhái, làm giả giống bên ngoài nhưng chất lượng bên trong không có. Không có. Ở đây chúng ta thấy những người Philippines đại diện cho quyền lực của thế gian ngày hôm nay, đó là gì? Họ thấy phát triển hội thánh của Chúa phát triển quá nhanh đi, mới tại sao càng bắt bớ càng lại phát triển mạnh ra, mà tại sao những người này trở nên tốt, trở nên trung tín như vậy? Nếu như họ hiểu điều này, họ làm như hội thánh làm thì nhà tù sẽ được xóa bỏ rất là nhanh, bệnh viện không cần mở rộng nhiều nữa, và nhiều bác sĩ sẽ không có việc làm, và ngành an ninh sẽ nhẹ nhàng, các hồ sơ về tội phạm sẽ giảm đi, và công an sẽ được ngủ nhiều hơn, bởi vì họ không mệt mỏi nữa, tội ác không còn bao nhiêu nữa, sẽ giảm đi tối đa, bởi vì cứ sự ảnh hưởng của tình yêu Đức Chúa Trời đã ảnh hưởng trên đời sống của những người tin theo lời của Ngài. Đức Chúa Trời muốn cho thế gian này được bình an, muốn cho thế gian này hòa bình, nên Ngài đã ban lời của Ngài cho. Thế ai tin nhân lời của Ngài thì trong lòng họ của những người đó sẽ không còn chiến tranh nữa. Và nếu không có người nào ý muốn chiến tranh thì không có chiến tranh xảy ra. Nhưng mà thế gian này không nhận biết điều này. Họ ganh tị vì tại sao cái đạo này tràn lan như vậy, nên họ rất là sợ cái sự ảnh hưởng của sự phát triển của thánh trên đất này khiến cho cái thế lực của họ bị lung lay, và bởi cái đó nên họ bắt bớ. Chúa đến thế gian này không phải để làm vua của thế gian này. Hội thánh của Chúa ở trên này không tranh giành ảnh hưởng cai trị trên đất này. Trái lại, nhờ sự hiện diễu của hội thánh trên đất này mà khiến cho thế gian không bị hủy diệt. Không bị hủy diệt. Sáng thế ký đoạn 26 câu 15 đến 16 chép: mấy cái giếng lúc trước đầy tớ của Abraham cha người đã đào, bây giờ đều bị dân Philippines lấp đất tải hết. Abimelech nói cùng Isaac rằng: hãy ra khỏi nơi ta, vì ngươi thành vượng hơn chúng ta bội phần. Giếng nước là nguồn cung cấp nước cho sự sống của loài người cũng như cho muôn vật trên đất này, nhất là đối với những người chăn chiên và gia đình họ là vô cùng quan trọng. Trong chiến tranh, các lực lượng quân đội của hai bên đối nghịch nhau luôn tìm cách để tiêu diệt các nguồn cung cấp thực phẩm, trong đó đặc biệt là nước, vì đó là sức mạnh của quân đội. Người Philippines mà bài trước chúng ta đã học đó, trong ý nghĩa thuộc linh, Philippines có nghĩa là sự tự đầm mình, tự lăn lộn mình trong vũng bùn. Hình bóng của những người thế gian này luôn luôn tự lăn mình trong vũng bùn, họ vừa ra khỏi rồi lăn vào nữa, họ ham muốn cái sự sâu xa bê bối đó. Những người không tin Chúa, không thờ phượng Chúa đều tự đầm mình trong sự ham muốn của xác thịt, và sau luật pháp Đức Chúa Trời thì những sự ham muốn đó đều nghịch lại với bổn tánh thánh khiết của Đức Chúa Trời, nghịch lại với mạng lệnh của Đức Chúa Trời, và cuộc đời của những người đó đều mang ý nghĩa của người Philippines. Những người không tin Chúa sẽ tiếp tục ganh ghét, tiếp tục đố kỵ, và trở nên kẻ thù nghịch với những người tin Đức Chúa Jesus Christ. Và công việc đầu tiên của những người chống lại của thánh Đức Christ là gì? Lập các giếng, lập lại các nguồn cung cấp, chặn đứng kinh thánh, cấm truyền giảng, cấm giao giảng tin lành, tức là gì? Vùi lấp các giếng nước hàng sống của Đức Chúa Trời lại, vùi đi, kín đi.
Lời của Đức Chúa Trời chính là nước hằng sống. Và chúng ta sống bởi lời của Đức Chúa Trời, cũng như con chiên nó sống được nhờ nước. Galati đoạn 4 có 28-29 chép: hỡi anh em, về phần chúng ta cũng như Isa là con của lời hứa, nhưng như bấy giờ kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn là thế. Để ta xem ý nghĩa mầu nhiệm trong chữ lấp này. Chữ lấp trong câu 15 này trong tiếng Hebrew có nghĩa là chặn lại, che giấu đi, không cho ai nói ra, đóng nó lại, ngăn chặn, không cho mở ra, không cho công bố ra. Bà kia trên vẫn dần chép câu 15 như thế này: for all the wells which his father's servants had drank in the day of Abraham his father, the Philistines had stopped them and filled them with earth. Có nghĩa là vì tất cả các giếng mà các đầy tớ của cha người, tức là Isaac, đã đào trong những ngày của Abraham cha người, đã bị dân Philistine lấy đất đổ đầy lấp đi. Mà tiếng Việt thì là lấp đầy, lấp đất, lấp đất lại. Nhưng mà trong nguyên văn tiếng Hebrew là gì? Dùng đất để đổ cho đầy, để lấp nó đi. Để chúng ta xem sự mầu nhiệm đây. Sự lấy đất đổ đầy, lấp đầy để ngăn chặn, để đóng cái giếng lại, chính là hình bóng tiên tri về quyền lực của thế gian này sẽ sử dụng những lời của xác thịt, vu cáo, nói xấu, đồn bậy, tuyên truyền sai lệch để bôi nhọ đạo của Chúa. Người đời thế gian gọi là lấy xác thịt đè người, mà thân thể xác thịt của ta vốn là đất. Lời của Chúa là nước hằng sống, còn lời của xác thịt sinh ra nó là xác thịt thì nó là xác thịt. Quyền lực thế gian này dùng lời của họ lấp cái giếng nước của Đức Chúa Trời. Họ vu cáo đạo này là đạo của Mỹ, họ đạo này là đạo của Israel, đạo này là đạo ngoài. Coi chừng, họ dùng lời của họ, dùng lời khôn khéo của con người xuyên tạc đạo của Đức Chúa Trời để vùi lấp cái giếng mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Và rất nhiều người trên đất này đã tin theo cái lời đó, sợ hãi, nghi kỵ, không dám tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời. Hành động vùi lấp giếng đây là hành động giết người, khiến cho chiên của đồng cỏ Chúa phải chết khát. Chúng ta biết rồi, trong sách tiên tri Ê-xê-chiên đoạn 34 câu 31 Chúa phán thì bay là chiên của ta, là chiên của đồng cỏ ta, bay là loài người, và ta là Đức Chúa Trời bay, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Hành động chặn đứng Kinh Thánh, vùi dập Kinh Thánh, ngăn cấm truyền đạo tin lành của Đức Chúa Trời, hành động giết người, Kinh Thánh chép như vậy. Vì sao? Chúng ta có hai con người. Có người xác thịt này nó sẽ trở về bụi đất, có người vừa sinh ra chưa được một tiếng đồng hồ chết, có người thì hàng trăm tuổi mới chết. Nhưng mà con người bề trong của chúng ta là vốn ra từ Đức Chúa Trời, bởi thở Đức Chúa Trời mà được dựng nên. Và Chúa Giê-xu đã đến để dùng huyết của Ngài để chuộc chúng ta lại. Và bất cứ một người nào giết con cái của Ngài, kẻ đó là kẻ giết người, và Đức Chúa Trời sẽ khiến người đó phải rơi vào sự chết đời đời. Thế gian này dùng thế lực của xác thịt để ngăn cấm, để vùi lấp, để chặn đứng giếng nước hằng sống được trời ban cho chiên của đồng cỏ Chúa. Abraham là mang người mang hình bóng về Đức Chúa Cha, là đấng đã ban luật pháp cho dân Israel tại núi Sinai, và điều đó cũng chính là hình bóng cho sự các tôi tớ của Ngài đào các giếng nước để cho dân sự của Ngài dùng vậy. Trong đời của Abraham, người đã cho các đầy tớ của mình đào các giếng nước để cho người được dùng, các chiên, bò, lạc đà, lừa được uống. Và điều đó cũng là hình bóng về các công việc của các tôi tớ của Đức Chúa Christ, giao giảng tin lành của nước của trời và gây dựng các hội thánh của Chúa trên khắp nơi trên thế giới này hôm nay. Cũng như đối với Abraham, các giếng của người đã đào đã bị những người Philistine vì lòng ganh ghét mà lấy đất vùi lấp các giếng đó thế nào, thì trong thời kỳ của Đức Chúa Christ và hội thánh của Ngài, công việc truyền bá tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại này cũng bị những người có quyền lực trong thế gian này vì cớ ganh tị, đố kỵ, ganh ghét, tìm đủ một cách để vùi dập, chặn đứng, cấm đoán, không cho phép những người thuộc về Đức Chúa Jesus Christ truyền giáo trong đất của họ. Trước sự xảy ra, vua Abimelech đã gặp Isaac, yêu cầu Isaac ra khỏi nơi mình. Abimelech nói cùng Isaac rằng: hãy ra khỏi nơi ta, vì ngươi thành vượng hơn chúng ta bội phần. Về thuộc thể thì đứng trước sự tranh chấp của dân Philistine mà Abimelech làm vua của dân đó, vua Abimelech phải mời Isaac ra khỏi xứ mình. Họ không muốn thấy sự giàu có thịnh vượng của Isaac, và họ không muốn trở nên giống như Isaac. Họ
Họ không muốn biết lý do nào đã khiến cho Isaac được thịnh vượng, và bởi lòng đố kỵ của họ mà họ không muốn Isaac ở lại. Thế gian ngày đang mắc sai lầm vô cùng nguyên trọng như từng mắc từ trước đây. Đó gì? Họ không thích có sự hiện diện của Hội Thánh ở trên đất của họ. Ngày hôm nay nếu tất cả quốc gia trên thế đất này giống như Nam Hàn thì chiến tranh sẽ hạn chế tối đa. Vì dân Nam Hàn cảm thấy yên tâm khi họ vào những cái nơi trung tâm thương mại của Cơ Đốc nhân để mua sắm đồ. Vì tại đó họ không phải trả giá. Họ tin hoàn toàn vào lời của những người bán hàng đó giới thiệu những mặt hàng của họ, và họ tin vào chất lượng, họ tin vào giá cả, bởi vì họ nhận biết được sự cai trị của Đức Trời ở trên những người bán hàng đó không bao giờ nói dối. Đến con cái của Đức Trời cũng không nói dối, họ nói thật. Mà phục vụ khách như phục vụ Chúa vậy. Họ đã nhìn thấy sự hiện diện của Đức Trời cai trị ở trên đất nước của họ. Nếu chúng ta sang Canada, chúng ta sẽ thấy điều này. Lá quốc kỳ của Canada không mang dấu hiệu của con người, mang dấu hiệu của Đức Chúa Trời. Đó là cái lá cây, lá maple, mang là chất đường để người ta chế tạo đường tại Canada. Và bản quốc thiều của Canada tôn vinh Đức Chúa Trời đã ban đất đai phì nhiêu màu mỡ cho họ. Và bởi đó tại Canada không có chiến tranh. Nước Mỹ là rất nhiều dân trên thế giới đến đó, nhưng mà số dân nhiều hơn nước Mỹ, tức là cái số các loại dân ở trên thế giới này định cư ở Canada nhiều hơn tại nước Mỹ. Thì họ tìm thấy tại Canada một nơi bình an, một nơi không có chiến tranh, một nơi có nhân đạo. Đức Chúa chúc phước cho họ, bởi vì họ hàng ngày tôn vinh Chúa. Mỗi buổi sáng họ tôn vinh Chúa, đêm đến họ tắt đài bản quốc ca tôn vinh Chúa, và Chúa ban ơn cho họ bởi vì họ tôn vinh Ngài. Trong lễ thờ tục linh, sự kiện này là chiếc hình bóng về việc thế gian sẽ khước từ Đức Chúa Jesus Christ, con một của Đức Trời, đứng vì lòng yêu thương của Ngài đối với thế gian này mà ban con một Ngài là Đức Chúa Jesus Christ đến để thế gian nhờ con ấy mà được cứu rỗi. Nhưng thế gian đã không cần sự cứu rỗi, họ cần tiền, họ cần quyền lực, họ cần danh vọng, họ cần tất cả điều gì họ muốn, họ không cần sự cứu rỗi. Họ khước từ Chúa Jesus Christ, họ khước từ Hội Thánh của Đấng Christ trên đất này. Họ không muốn có sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của họ. Họ muốn được tự do, họ làm bất cứ điều gì. Họ muốn làm tất cả điều gì mà xác thịt họ muốn làm. Họ lấy bụng họ làm Chúa họ. Và chính vì vậy mà thế gian khước từ Chúa Jesus Christ, khước từ Hội Thánh của Chúa. Khi Chúa Jesus bắt đầu thi hành chức vụ giao giảng tin lành của Đức Chúa Trời trên đất này, Ngài đã giao giảng tin lành ở khắp các vùng chung quanh Jerusalem. Ngài đã bày tỏ quyền phép của Ngài để giải cứu người bị quỷ ám tại Ga-ra-đa. Ma-thiêu đoạn 8 là nơi thuộc về xứ của người Hy Lạp. Nơi này cách hồ Galilee khoảng 10 km về phía tây nam. Nhưng những người trong thành đó đã không vui mừng vì cớ cái người bị quỷ ám đã được giải cứu. Họ không muốn có sự ảnh hưởng của Chúa Giêsu ở trên đất họ. Họ mời Chúa ra khỏi xứ của họ. Ma-thiêu đoạn 8 có 34 chép rồi đó. Trên đường Chúa Giêsu lên thành Jerusalem, Ngài muốn ghé lại thành một cái làng của người Samari, nhưng mà dân làng đó không tiếp nhận Ngài. Luca đoạn 9 câu 51 đến 53 chép. Cái thành Corazin là cái thành cách 3 km về phía bắc của thành Capernaum, và thành Bethsaida nằm kề cận phía bắc hồ Galilee. Nào, những nơi đã thấy quyền phép của Chúa đã làm đó, nhưng hai thành này đều không tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Hai thằng này đã nhìn thấy quyền năng của Chúa bày tỏ phép lạ với năm cái bánh hang cá mà gì 5.000 người ăn. Chúa làm điều đó để cho cái thành Colossin và thành Bethsaida này nhìn thấy điều đó để tin nhận Ngài, nhưng họ không tin nhận, và Chúa rủa hai cái thành này. Chúa nói là nếu như phép lạ ta làm cho các ngươi mà làm cho Sodom và Gomorrah thì hai thành ấy đã đội cho ăn từ lâu rồi. Cũng ngay tại thành Jerusalem, những người Pharisee, những người thầy tế lễ, những người thầy thông giáo, thậm chí những người Giu-đa không tin Ngài, chối bỏ Ngài. Và Chúa Giêsu đã không có một đêm nào kể từ khi Chúa Giêsu bắt đầu truyền giáo. Tôi nói về ngày Chúa 12 tuổi, Chúa lên đền thờ ở lại đó 3 ngày. Tôi nói về khi bắt đầu Chúa Giêsu thi hành chức vụ truyền giáo, không có một đêm nào Ngài ngủ được ở trong thành Jerusalem. Vì sao?
vì nguy hiểm cho Ngài. Ngài tìm cách giết Ngài, người ta chối bỏ Ngài. Ngài ngủ tại Bethany. Ngày nay có nhiều người đấy, họ đến đền thờ, họ nói lời Chúa, nhưng mà Ngài vẫn ngủ bên ngoài cửa, họ Ngài không vào được. Vì sao? Họ nói là Chúa ngày ngày bên ngoài để tối vợ chồng chúng con làm để làm việc. Họ cãi lộn, vì cứ Chúa tham dự vào khó lắm. Vì vợ chồng có thể cãi lộn, vợ chồng có thể đánh nhau, hoặc vợ chồng có thể bàn chuyện gian lận chăng? Vì có Ngài xen vào thật khó làm. Ngài ở ngoài. Chúa đã phán rằng Kinh Thánh làm chứng về chính Ngài. Và điều đó đã xảy ra cho Isaac cũng như là sự dự ngôn về việc thế gian từ Chúa Giêsu. Xong này, thế gian từ Chúa Giêsu. Sáng thế ký đoạn 26 câu 17 chép: Vậy Isaac bỏ chỗ này đi đến đóng trại tại chỗ Gera và ở đó. Gera trong tiếng Hebrew là cái bừa lớn, cái rào, cái lưới bắt cá, bẫy chim, là cái cưa xẻ gỗ làm cho được nhai lại, làm cho nghĩ đi nghĩ lại và suy gẫm hoài để hủy phá, làm cho mất hiệu lực. Trong lễ thuật thuộc linh, Isaac mang hình bóng về Đức Chúa Christ, và có là hình bóng về những người thuộc về đồng huyết nữa, và cũng là hình bóng cho chúng ta là các chi thể trong thể của đồng huyết ngày nay. Khi bị thế gian chối bỏ chúng ta sẽ không nương cậy vào thế gian nữa, cũng không vì cớ thế gian chối bỏ chúng ta mà chúng ta bị yếu đi. Nhưng mà trong sự bôn luận của Đức Trời, Ngài cho phép sự đó xảy ra để những người thuộc về Ngài sẽ trông cậy vào Ngài, trông cậy hoàn toàn, tin cậy hoàn toàn vào sự cai trị của Đức Trời. Và những người thuộc về Chúa sẽ lấy lời của Đức Trời làm nơi trông cậy mình. Chúng ghê ra là hình bóng về lời Đức Trời. Trong nghĩa thuộc lễ, thuộc thể thì chúng là nơi thấp nhất ở trong vùng đồng bằng. Chúng là nơi thấp nhất trong đồng bằng, là nơi thường có nước, thường có nước. Rất thuận lợi cho nghề nhà nông. Nhưng mà thế gian thường lấy những nơi cao để xây nhà cho mình, để xây dựng thành phố, đồn lũy, pháo đài cho mình. Và đó là hình bóng về cái sự cao tự của thế gian, muốn luôn luôn ở trên cao. Đóng trại tại nơi chúng, theo chiến lược của quân sự, là một sự dài dột, sẽ không còn đường tiến thoái nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã khiến cho dân sự của Chúa là trở nên dại dột trước con mắt của thế gian, để đóng trại của mình ở nơi trũng của đất. Trũng của đất. Đức Chúa sử dụng sự khôn ngoan của Ngài để khiến sự của Chúa tin theo Ngài và đóng trại ở nơi mà Ngài chỉ định cho. Trong khi đó thế gian này cho điều đó là dồ dại, nhưng mà những người tin Chúa thì đó là sự khôn ngoan. Bởi vì không phải điều họ chọn đó là khôn ngoan, mà họ tin rằng điều Đức Trời bảo họ chọn đó là khôn ngoan, vì Chúa là khôn ngoan. Thi Thiên 23 câu 1 câu 6 chép gì? Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu tuân gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong chỗ bóng chết, tôi cũng chẳng sợ tai họa gì, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Việc Isaac chọn chỗ ở Gera để đóng trại đây, theo ý nghĩa thuộc linh, đó là những người thuộc về Đấng Christ sẽ lấy lời của Đức Chúa Trời làm nơi nương cậy mình. Và ý nghĩa của chữ đóng trại trong tiếng Hebrew nghĩa là đóng trại, ở trong trại cho tới cuối cùng, yên nghỉ trong trại. Ở trong nhà của Chúa nghĩa là ở trong nền tảng của Chúa vậy. Vì nền tảng của Chúa sẽ cất đi, chúng ta sẽ vừa về trên thiên đàng đời đời với Chúa. À. Thế gian cho rằng những người theo Đức Chúa Christ là không, là khờ dại, vì họ không nhìn thấy ảnh tượng chói lói của tên này Đấng Christ. Họ không nhìn thấy quyền phép của Đấng Christ, họ nhìn thấy điều đó. Và họ nhìn vào đức tin của những người tin Chúa và cho rằng đó là sự rồ dại và phi lý, là mê tín. Họ cho những sự chúng ta tin và những lời đã chép trong cuốn sách mà chúng ta tôn trọng gọi là Kinh Thánh đó, là cuốn sách bị in ra từ những nhà in, mà từ nhà này in đã in đủ loại thư sách công nghiệp, thương nghiệp, y tế, thậm chí bói toán, tử vi, đủ các thứ tà trong đó cũng in ra nữa. Họ nó kỳ cục quá. Cũng một nhà máy in, mà cuốn sách này cũng in từ đó ra, mà tại sao có người theo nó, tin nó? Nên họ khùng, điên. Họ bắt bớ những người tin Chúa, tin cuốn sách đó.
Vì họ không nhìn thấy quyền phép của tiên lành đấng Christ đã được in trong lời đó. Không nhìn thấy. Cũng giống như là người ta nhìn và thấy một cái đơn vị kia đóng đồn lũy ở một cái chỗ kia, họ khờ quá đi, này ngu quá thôi, không cần gì đâu, chỉ cần cho vài trăm lính đánh là được rồi, bị đóng ở đây chúng không còn đường nào chạy cả, chúng ta cứ ở trên núi cái lăn đá xuống là chúng nó cũng đủ chết rồi. Người ta nhớ lại khi xưa Genesien đã từng đối diện với lại các đạo binh của Syria, nó là thần của chúng nó là thần trống, thần đất, thần núi. Là cuối cùng nói phạm lên Chúa và Chúa đã bày tỏ quyền phép của Ngài ra để tiêu diệt chúng. Nhưng lời Đức Trời đã nói như thế nào về chúng? Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 27 đến 29 chép: Nhưng Đức Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cũng sự không có hầu cho làm những sự có ra không có để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Trời. Isaac là đứa con của lời hứa do Đức Trời đã phán ra. Và người cũng chính là hình bóng cho chúng ta vì lời của Đức Trời đã phán cho chúng ta như thế nào. Isaiah đoạn 9 câu 1 chép: Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng sự chết. Chúng ta vốn không phải là dân Israel. Từ muôn đời trước đó chúng ta không phải là dân Israel. Chúng ta là dân ngoại. Trong tất cả các dân trên đất này, riêng chỉ có dân Israel có luật pháp của Đức Chúa Trời mà thôi. Mà lời của Đức Chúa Trời là sự sáng. Còn các dân trên đất này đều nằm trong bóng của sự chết. Nhưng mà Chúa nói sao? Vậy mà chúng ta đã thấy sự sáng lớn. Chúng ta là một, xưa kia không gọi là một dân, nhưng bây giờ được gọi là một dân. Gọi bằng danh Chúa. Ô-xê đoạn 1 câu 10 chép: Dầu vậy, số con cái Israel giống như các bờ biển, không thể lường, không thể đếm. Và chính nơi mà đã bảo chúng nó rằng các ngươi chẳng phải là dân ta, sẽ lại bảo rằng các ngươi là con trai của Đức Trời hằng sống. Chỉ khi nào chúng ta tin vào Ngài đóng đồn cuộc đời chúng ta ở nơi chúng, chúng ta bên nơi chúng, đồng chiêm chúng thì chẳng ai mua nhà để mà mua đất để rồi xây nhà đâu, phải không nào? Đất nên nó rẻ lắm. Quý thánh chúng ta mua ngày hôm nay 20 ngàn, quá lắm là 30 ngàn, nếu như là có cả bìa ra có thể là 30 ngàn đi, là một cuốn sách rẻ nhất trong tất cả các cuốn sách trên đất này nếu bán theo giá trị giấy và ấn phẩm. Nhưng mà nó lại là vầng đá chắc chắn nhất. Nếu chúng ta là con thỏ, nếu chúng ta là con chuột đồng mà biết sử dụng hoàng đá đấy, còn khôn hơn con sư tử mà không biết sử dụng hoàng đá để mà ẩn náu cho chính mình. OC đoạn 2 câu 23 chép: Đoàn ta sẽ gieo nó trong cho ta trong đất và sẽ làm sự ta thương xót cho kẻ chưa được thương xót. Ta sẽ nói cùng những kẻ chưa làm dân ta rằng ngươi là dân ta. Nó sẽ trả lời rằng Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Đây là lời tiên tri phán với chúng ta, cũng như Đức Chúa Trời đã phán hứa với Abraham rằng sẽ có một trai là Isaac. Và Ngài đã phán trước chúng ta, chúng ta sẽ được gọi là dân của Ngài và chúng ta sẽ nói Ngài là cha của chúng ta. Vì cái xác chuyển đến đóng trại tại chỗ Gera, chứ là hình bóng tiên tri về những người thuộc về Đấng Christ sẽ ra khỏi thế gian và chấp nhận sống theo lời của Đức Chúa Trời, lấy lời của Chúa làm nơi ở và sự trông cậy của cuộc đời mình. Mọi thứ cây mọc trên đất này đều sẽ mang cái trái của chính nó, và trái của mỗi cây sẽ được mang hương vị riêng của cái cây đó, nhưng các hương vị của trái đó đều sẽ phụ thuộc vào chất của đất, chất của nước cung cấp cho nó. Cây cà phê trống trồng tại vùng Đắk Lắk, Pleiku, Kon Tum, phải không, là vùng cao, nó rất là thơm, cũng là nước mưa trên trời xuống thôi, nhưng mà khi ngấm qua đất đỏ thì mang một hương vị để cung cấp cái mùi thơm cho hạt cà phê trồng tại đó. Nhưng thì nếu mà ta bứng cái cây đó mang về trong Hà Nội để trồng, cũng nước mưa trên trời xuống, nhưng mà cái đất tại vùng Hà Nội đó không phải đất đỏ nữa rồi, thì hạt cà phê không còn mùi dầu thơm như hồi nó được trồng trên cao nguyên Kon Tum, Đắk Lắk nữa. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, chúng ta vẫn sống trên đất này, nhưng hàng ngày chúng ta tiếp nhận lời của thế gian này, nó vào trong con người chúng ta, và cái cây này sẽ trở thành cây của thế gian trồng rồi, và nó mang trái của thế gian, mở miệng ra là sặc mùi thế gian, mở miệng ra là cảm thấy khó chịu vô cùng rồi.
Chúng ta đóng ở trên tầng 2, ở mấy anh chọi gà, mấy nuôi gà chọi ở bên dưới đó. Mấy hôm anh gặp nhau để chuẩn bị nghe sau anh chọi gà nơi nào đó, thôi chúng tôi bị tra tấn lỗ tai, tọa lời tục tĩu, chửi thề ra từ miệng những người đó, nói suốt từ sáng đến chiều. Họ mang ra cái trái mà họ được bón bởi những lời của thế gian. Nhưng mà khi Chúa rời chúng ta ra khỏi nơi đó, đặt vào cái chỗ gây ra thuộc linh này, thì biết chúng ta được nhận được cái nước của Chúa nuôi dưỡng chúng ta. Và bây giờ chúng ta nghe được lời Chúa, chúng ta thở hít không khí của Chúa ban cho, sức dầu của Chúa ban cho, và chúng ta bắt đầu mang bông trái mới theo bổn tánh mà lời của Chúa đã chép. Bổn tánh của con Ngài, tức là bổn tánh của Đức Chúa Trời, đã được chép trong Kinh Thánh này. Khi chúng ta ra khỏi thế gian, nguồn nước sống cung cấp cho cuộc đời chúng ta đã thay đổi. Đó là lời của Đức Trời, chính là nguồn suối làm cho trái của chúng ta được thay đổi và mang theo hương vị của bổn tánh Đức Trời. Tại chúng ghi ra, Isaac cũng như chúng ta sẽ có lời của Đức Trời luôn luôn, là hột giống không bao giờ hư nát, để gieo ra, rắc ra, giải ra cho nhân loại. Vì người gieo giống tức là gieo đạo. Mác đoạn 4 câu 14. Cô-lô-tô thứ 2 đoạn 2 câu 14 chép: Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Sáng thế ký đoạn 26 câu 18 chép tiếp: Isaac bèn đào lại mấy cái giếng người ta đã đào trong đời Abraham cha mình mà bị dân Philistin lấy đất lấp lại khi Abraham qua đời, và đặt tên mấy giếng đó như tên của cha mình đã đặt. Kể từ khi Đức Chúa Trời ban luật pháp của Ngài cho dân Israel tại núi Sinai, trải qua nhiều thế hệ, dân Israel đã không tôn cao lời Đức Trời, và bởi ngòi bút giả dối của những người thông giáo, của người mang danh người dạy luật, đã khiến cho lời của Đức Trời ra sự nói dối. Giê-rê-mi đoạn 8 câu 8 chép điều này: Vì người ta đã dùng lời của xác thịt thay vào lời Đức Trời, dùng lời truyền khẩu của xác thịt con người thay vào lời Đức Trời, đó chính là sự vùi lấp giếng nước hàng sống của Chúa. Các giếng Abraham đã cho các đầy tớ mình đào, đó là hình bóng về Đức Trời đã xa các tôi tớ của Chúa đến để ban lời của Ngài cho dân sự Ngài. Ngài chính Ngài đã ban luật pháp của Chúa tại núi Sinai, và rồi Ngài dùng các tiên tri của Ngài tiếp tục để gì? Dạy dỗ dân sự của Chúa nữa. Các tôi của Chúa tiếp tục đào các giếng lên, tức là gì? Nhiều khi đất nó vùi lên lại phải đào, lại phải khơi lại. Hàng thời kỳ một, qua đời vua này, qua đời vua kia, Chúa lại dùng các tiên tri của Chúa để đào tiếp lại, khơi nó lại. Bởi vì bụi nó xuống, lá nó vùi xuống, rồi lại đủ thứ nó rơi xuống cái giếng, khiến cho nó cạn đi, và Chúa cho tôi Chúa đấy để khơi lại, để nhắc lại. Đó là lý do tại sao mà gì? Trải suốt từ khi Đức Trời ban luật pháp đến xem tại núi Sinai cho đến khi Chúa Giêsu giáng sinh, bao nhiêu lần cái sách sử ký, các con xét đã được chép xuống những điều tiên tri của Đức Trời đến để nhắc lại, cảnh cáo. Thậm chí có thời kỳ gì họ không biết là cái cuốn sách luật pháp Đức Giê-va bỏ ở nơi nào nữa. Người vô tình trong khi họ dọn kho mới thấy sách luật pháp của Chúa đó. Đó hình bóng gì? Đào lại các giếng nước mà Abraham đã đào. Điều Isaac đào lại những giếng của cha mình đã đào trước đó mà bị người phim lớp đó, là hình bóng về các tôi tớ của Đấng Christ. Mà chính Chúa Giêsu là đến đầu tiên là mẫu mực để gì? Khai thông lại những cái mạng lệnh, những nguyên tắc riêng mới, luật pháp của Trời đã ban cho dân sự của Chúa bị tội lỗi của xác thịt, như là truyền khẩu, người muốn giả dối của những người thông giáo đó, khiến cho vùi lấp tội của Chúa đó. Và bây giờ khai thông lại đi. Isaac không đặt tên riêng mới, đặt nguyên si tiếng đã cũ được gọi. Đó hình bóng về Chúa Giêsu đến để làm vững lập luật pháp. Điều chi đã chép, nó là lời Đức Trời, không được biến cải, không được biến cải, không được thay đổi, không được thêm bớt vào. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17, Chúa Giêsu phán: Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, xong để làm cho trọn. Chúa giảng lại, Chúa nhắc lại, Chúa bày tỏ ra ở chính hình bóng xưa kia. Isaac đã làm lại cái điều là gì? Đào lại cái giếng mà cha mình đã đào. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19-20 chép: Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy cho họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho ngươi, và nay ta thường ở cùng ngươi luôn đến tận thế. Mạng lệnh của Chúa Giêsu cho các môn đồ của Chúa là gì? Tiếp tục giảng thế này cho môn dân, tức là gì? Các giếng không được để bị lấp này, phải khai thông luôn luôn, phải khai thông luôn, và giữ nguyên cái tên, các nguyên tắc, các giếng mối đó không được thay đổi.
Sáng thế ký 26 câu 19 đến 22 chép: các đầy tớ Isaac còn đào thêm giếng nơi trũng, gặp được một giếng có nước mạch. Nhưng bọn chăn chiên Gera tranh giành cùng bọn chăn chiên của Isaac bảo rằng nước đó của chúng ta, nên người đặt tên giếng này là Esep, vì bọn chăn chiên đó có tranh giành cùng mình. Kế ấy các đầy tớ đào một giếng khác thì bị tranh giành nữa, người đặt tên giếng này là Sidna. Đoạn người bỏ chỗ đó đi đào một giếng khác, vì giếng này họ không tranh giành nhau, nên người ta đặt tên là Rehoboth, mà rằng bây giờ Đức Giê-hô-va đã để cho ta được rộng rãi và ta sẽ đặng thịnh vượng trong xứ. Chúng ta thấy một sự mầu nhiệm ở trong này. Khi tôi soạn bài này, người tôi có dần dần như điện và nước mắt ròng ròng. Ở trong câu 19 này chép rằng các đầy tớ của Isaac đào được một cái giếng ở trong chỗ đó và nước đó có mạch. Nhưng mà những người chăn chiên của xứ Gera đó tranh giành. Nói về giếng ở trong thế gian này có hai loại giếng. Một loại giếng người ta đào và lấy được nước, đó là mạch ngang. Đó là cái loại nước đó được thẩm thấu từ trên cao xuống qua nước mưa, các nguồn sông, các nguồn nước thải của con người ra trên đất này, và nó thấm xuống, và nó thấm vào, nó tràn đến đâu mà gặp cái ổ trũng nào để thoát được ra thì nó sẽ đọng lại tại đó, hoặc là một cái hố sâu, hoặc là giếng người ta đào, và nước này là nước của nước thấm ngang, và nước này sẽ mang tất cả cái hương vị mang từ trên đất. Tức là gì? Nước mưa rồi các nguồn trên đất này họ thải ra sẽ thấm xuống và nó tích tụ lại cái giếng này, và nó mang theo cái hương vị của cái đất mà nó đã thấm qua. Không có sự thanh khiết, không có sự ngọt ngào, nhưng nó mang cái chất mà nước đó đã đi qua mang theo. Loại giếng thứ hai đó là giếng nhận được cái mạch nước sâu ngầm từ dưới đất dọc lên, mà cái loại nước này không bị ảnh hưởng của các môi trường ở trên đất này, mà đó chính là sự phân phối mầu nhiệm của Đức Trời cung cấp nước cho bất cứ nơi nào trên đất này. Nước này gọi là nước mạch. Nước mạch này rất là trong và mạnh. Mới tuần trước tôi xem trên TV, thấy rằng ở dưới biển người ta tìm ra những mạch nước phun từ dưới đáy lên, phun nước ngọt từ dưới đáy lòng đất này phun lên. Đó chính là nước có mạch. Bây giờ tôi xem hai cái loại giếng nước này có hình ảnh như thế nào. Giếng thứ nhất là nước có mạch ngang. Đó hình bóng về lời của con người xác thịt, là những lời người ta đã học lại của nhau, truyền lại cho nhau, nhân lại cho nhau. Nó tràn lan khắp mọi nơi. Đầu tiên là các phóng viên nhà báo tin tức khắp mọi nơi nhận lại qua tai của người khác, mang về in lên báo, báo in ra và cứ truyền lan, tan sao tái bản đủ mọi thứ. Đó là loại giếng ngang, nước ngang này. Nó mang theo đủ mọi hương vị cái nơi mà cái nước đó đã đi qua thấm vào, không có ngọt ngào gì hết. Xem báo là bực mình, xem báo là thấy sự bất công bình ở trong thế gian này, xem báo là thấy tội phạm, thấy sự bất lực của chính quyền trước cái tội phạm, và cảm thấy con người càng ngày càng ra nát. Nếu chúng ta cứ xem báo hoài, mất được tin luôn. Bởi vì sao? Sợ không cho vợ mình ra ngoài đường, sợ không cho con cái mình ra ngoài đường nữa, sợ đủ thứ luôn, không tin vào những cái khóa mình có trong nhà nữa. Bởi vì thế gian đều chỉ sự ra nát cả. Càng nhiều báo thì càng thấy tội lỗi gia tăng nhiều. Nhưng có một thứ nước mạch chúng ta nhận được đấy, càng uống càng ngọt, càng uống càng có đức tin, đó là kinh thánh của Đức Chúa Trời. Đó là nước mạch, nó đến từ một nơi mà thôi, không bị ảnh hưởng bất cứ một thời đại nào cả. Cho dù người ta có vu cáo đến kiểu gì nữa, chẳng nhằm nhò gì cả, nó vẫn giữ nguyên cái chất ngọt của nó. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Và ở đây các đầy tớ của Isaac đào thêm giếng nơi trũng để hình bóng với các tôi của Chúa, của Chúa ngày sau đó này, tin rằng ở trong lời văn tự này có lẽ thật của Đức Chúa Trời. Nên ta đào suy gẫm ngày và đêm và tìm ra được cái mạch nước này, và họ vui mừng giữ lấy. Nó ngọt mà có mạch. Trong thời cựu ước, dân Israel đã không nhận biết được lẽ thật của Đức Trời, là những điều mầu nhiệm nó giấu trong kinh thánh này. Ấy không phải Đức Trời giấu kín lẽ thật của Ngài khỏi họ, nhưng bởi vì dân Israel không tìm kiếm đạo thật của Đức Giê-hô-va. Chính tiên tri Đa-ni-ên, người công bình Đức Trời, đã cầu nguyện ăn năn xưng tội thay dân Israel, đã xưng điều này ra trong lời cầu nguyện của ông ở Đa-ni-ên đoạn 9 câu 13 chép này. Không tìm kiếm đạo thật Đức Giê-hô-va, nguyên văn là gì? Không tìm kiếm lẽ thật của Đức Trời. Nhưng mà khi Đức Chúa Jesus đã đến và Ngài đã lập giao ước mới bằng huyết của Ngài cho các môn đồ của Chúa, Ngài phán rằng gì? Ngài sẽ cầu xin Đức Cha ban Thánh Linh của Ngài cho những môn đồ của Chúa.
Và chính Thánh Linh sẽ dẫn họ vào những lẽ thật mầu nhiệm, mà là những sự mà khi Chúa còn sống với họ thì quá cao đối với các môn đồ của Chúa. Các môn đồ của Chúa tin vào điều Chúa đã hứa đó, thì khi Thánh Linh giáng xuống, họ bắt đầu nhận được quyền phép từ trên cao và họ bắt đầu nhận biết lẽ thật mầu nhiệm. Chúng ta đọc các sách của Phaolô, các thư tín của Phaolô viết cho hội thánh. Bản sự giấu kín từ cái đời thượng cổ, đó là hình bóng về điều các đầy tớ của Isaac tìm được, trước khi đào giếng tại nơi chỗ đó tìm được cái giếng có mặt. Đó là hình bóng chúng ta bắt đầu biết là thật của Chúa và công bố là thật của Chúa ra. Và những kẻ chan chiên ở tại xứ Gera này đến tranh giành. Đây là hình bóng mầu nhiệm rồi. Khi Chúa Giêsu bắt đầu thi hành chức vụ mà Isaac là hình bóng của Ngài, Ngài nói rằng tin lành của Đức Chúa Trời một cách mới. Những thầy thông giáo, người Sa-đu-xê ra đây đến bắt bớ Ngài, bắt bẻ đạo của Ngài, tranh giành. Chúng ta xem đã thật ở trong nước cái mạch này. Bản kinh trên vừa dần chép câu 29 này có nghĩa là And Isaac seven dig in the valley and found there a well of spring water. Mà cái từ có mạch đây trong tiếng Anh gọi là springing, có nghĩa là sự sống, làm cho sống lại, làm cho tỉnh lại, phục hồi lại, tìm lại được, làm cho khỏe mạnh hơn, nhanh hơn, để sửa chữa, để nuôi dưỡng cho tăng trưởng, để bảo vệ, để bảo quản, để giải cứu, để cứu rỗi. Đó là lẽ thật của Đức Chúa Trời. Quân Kinh Thánh chúng ta là con tay, đó là cái giếng. Mà trong cái giếng đó phải đào mới tìm được cái giếng có mạch. Mà bây giờ thời kỳ mà chúng ta chuyển đến Gera, bắt đầu chúng ta ở trong thế gian tin Chúa rồi, nhưng khi người thế gian thấy chúng ta tin Chúa, yêu mến Chúa rồi, họ cảm thấy khó chịu quá, suốt ngày nhạc thánh cái nhạc gì kỳ kỳ quá, Jehovah mẹ Giêsu thôi ông đến chỗ nào ông ở đây. Họ không khứng thi chứ bảo thì ta chuyển được người đến chỗ khác, người đến Gera, tại Gera này ta sẽ khiến người được bền vững. Đó hình bóng của chúng ta không còn nương cậy họ nữa, họ không chấp nhận ta nữa, thì chúng ta ở một mình với nhà chúng ta và có Chúa nghe chúng ta được rồi, và con gái chúng ta cùng nhau nghe nhạc Chúa, nghe lời Chúa. Chúng ta trở thành người ở trong chỗ Gera thuộc linh. Và bây giờ khi không còn bạn bè của thế gian nữa, bởi vì nó mời chúng ta ra khỏi rồi, chúng ta không còn thể đến với họ được nữa rồi, chúng ta bị cô lập lại rồi, giống như chúng ta ở lại một cái chỗ vậy đó. Thế gian còn bây giờ nó bị cô lập rồi, cô đơn rồi, trong chúng bóng chết rồi, nhưng mà tại nơi đó chúng ta khiến nơi đó trở nên chung nơi có mạch. Chỉ có lúc chúng ta được bị lập ra ở trong cái chúng gây ra này, bây giờ chúng ta mới chú ý chuyên sâu tìm trong lời Chúa, bây giờ mới tìm ra mạch nước sống ở trong cái sự gây ra này. Và khi nó tìm được như vậy, chúng ta như thế nào nhỉ? Vui mừng quá hề hà nói ra. Và những kẻ chăn chiên tại Gera này bắt đầu đến tranh giành, cũng là chăn chiên nhưng mà chăn chiên của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ lại Phaolô, khi xưa ông là người cuồng tín, ông tin Đức Chúa Trời nhưng phục vụ Ngài cách cuồng tín mà không biết, năng nổ bắt bớ thánh của Chúa mà tưởng đó là hầu việc Đức Chúa Trời, bởi vì ông chưa tìm được nước giếng có mạch. Ông tranh giành hội thánh của Đấng Christ, ông bắt bơ thành của Đấng Christ. Rồi tại sao cái đạo này không giảng như vậy? Ông giảng đạo Chúa Giê-hô-va giảng chật, giảng sai rồi. Giê-xu chỉ là một tiên tri ở Nazareth thôi, tại sao ông nói người đó là Đấng Christ? Phaolô đã từng là, lúc đó là Sao-lơ đã từng bắt bớ, đã từng tranh giành với đạo Chúa rồi, tranh giành với các đầy tớ của Đấng Christ để bắt bớ họ. Cho đến khi ông nhận được sự thăm viếng của Chúa, sự sáng khiến ông ngã xuống đất. Và khi ông nhận được sự ban cho được Thánh Linh rồi, ông tìm được nước giếng có mạch rồi, bắt đầu ông làm gì nhỉ? Ông nói gì? Thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-đe. Chữ cứu đây là chữ Soteria của tiếng Hy Lạp, đồng nghĩa với chữ mạch trong tiếng Hebrew. Đó là giải cứu, giải phóng, giải thoát, chữa lành, bảo tồn, duy trì, nuôi dưỡng, làm cho vững mạnh. Chúa Giêsu đã phán một nguyên tắc này với các người Giu-đa thì ngài này: nếu các ngươi cứ hằng ở trong đạo ta, nếu các ngươi cứ hằng ở trong chỗ Gera này, các ngươi quả là môn đồ ta, các ngươi sẽ tìm được giếng nước có mạch, các ngươi sẽ biết là thật và là thật giải phóng các ngươi.
Phaolô đã tìm được. Ông nói ông không hổ thẹn về tin lành đâu. Ông hổ thẹn về cái nước mạnh ông tìm đâu, ông vui mừng lắm. Nhưng mà trước kia ông không tìm được. Nhưng khi ông thấy các tôi tớ của đất nước tìm được thì ông tranh giành. Ông nói cái này của tôi, ông phải đi nơi khác đi. Khi Chúa Giêsu giảng tin lành theo cách mới của Đức Thánh Linh thì những người thông giáo đã bắt bẻ ngài. Họ là tranh luận cãi lại với ngài về luật pháp mà những người chăn xứ Gê-ra đã tranh giành với những người chăn của Isaac là hình bóng cho. Sáng thế ký đoạn 26 câu 20-21 chép: nhưng bọn chăn chiên Gê-ra tranh giành cùng bọn chăn chiên của Isaac mà rằng nước đó của chúng ta, nên người đặt tên giếng này là Eset. Vì bọn chăn chiên đó có tranh giành cùng mình, kế ấy các đệ tớ đào một giếng khác thì cũng bị tranh giành nữa. Người đặt tên giếng này là Sina. Chữ tranh giành ở trong câu này trong tiếng Hebrew viết là gì? Tranh luận, là một cuộc cãi vã, luận chiến, bút chiến, một cuộc bênh vực ý mình bằng lời nói, sự túm lấy, bắt lấy lời của ai đó làm bằng chứng. Những người Pharisee, những người thông giáo nghe Chúa giảng không phải để xem Chúa giảng là thật, mà xem Chúa để hở ra câu nào đó để bắt bẻ lời của ngài. Chúng ta xem lời Chúa chép ở trong sách Luca đoạn 20 câu 17-26. Đức Chúa Giêsu bèn ngó họ mà rằng: vậy thì lời chép hòn đá thợ xây nhà bỏ ra trở lên đá góc nhà nghĩa là gì? Hễ ai ngã nhầm đá này thì sẽ bị dập nát, còn đá này ngã nhầm ai thì sẽ dập người ấy. Chính giờ đó các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách giết ngài, vì hiểu ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình, nhưng lại sợ dân chúng. Họ bèn dòm hành ngài, sai mấy kẻ do thám giả làm người hiền lành để bắt bẻ ngài trong lời nói, hầu để nộp ngài cho kẻ cầm quyền và trong tay quản tông đốc. Những người đó hỏi Chúa Giêsu câu này: thưa thầy, chúng tôi biết thầy nói và dạy dỗ theo lẽ ngay thẳng, không tê vì ai, lấy lẽ thật mà giảng dạy đạo Đức Chúa Trời, chúng tôi có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Xong Đức Chúa Giêsu biết mưu họ thì đáp rằng: hãy cho ta xem một đơn này. Đơn này mang hình và hiệu của ai? Họ thưa rằng: của Caesar. Vậy ngài bèn phán rằng: vậy thì của Caesar hãy trả lại cho Caesar, của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Trước mặt dân chúng họ không bắt lỗi lời ngài phán chi được, và lấy lời đáp của ngài làm lạ thì nín lặng. Tranh giành đấy, tranh chấp. Chúa Giêsu giao giảng tin lành của Đức Chúa Trời cho những người Giu-đa tại thành Jerusalem, ở trong đền thờ tại Jerusalem luôn, trong nhà hội luôn. Nhưng mà những người Giu-đa đó không tin ngài, họ lại bắt bè ngài và họ từ bách ném đá ngài, nên Chúa Giêsu đã bỏ nơi đó để ra khỏi đền thờ. Mà việc Isaac bỏ cái nơi mà đã tìm được riêng đó để đi nơi khác là bởi vì cớ này, thành bóng việc Chúa Giêsu đã phải ra khỏi đền thờ vì cớ người bị người Giu-đa bắt bớ ngài, bắt bè ngài. Giăng đoạn 8 câu 58-59 chép: Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật tôi nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Abraham đã có ta. Bây giờ chúng lấy đá đặng quăng vào ngài, nhưng Đức Chúa Giêsu đi lén trong chúng ra khỏi đền thờ. Chúa Giêsu cũng phán về những sự bắt bớ đó, chính là sự há mép nước Đức Chúa Trời vậy. Ma-thi-ô đoạn 11 câu 12-13 chép: sau từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị há mép, và là kẻ há mép đó choan lấy, vì tại các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời rằng khi Chúa Giêsu giảng về lẽ thật của Đức Trời, vì Chúa Giêsu đến để làm chứng cho lẽ thật, người ta há mép ngài, lấy xác thịt há mép ngài, bắt bớ ngài. Chữ há mép đây cũng chính là chữ Eset trong tiếng Hebrew, là tên mà Isaac đã gọi cái giếng có mạch bị những người chăn xứ Gê-ra tranh giành với các đệ tớ của mình. Eset trong tiếng Hebrew là hãm ép, ép buộc, tranh chấp. Ngày hôm nay chúng ta đọc Kinh Thánh còn thấy cái chép trong này chép rõ ràng, còn cho đến ngày nay mà, cho đến ngày hôm nay chúng ta đọc lời này vẫn còn thấy rõ ràng là gì? Họ đã hãm ép Chúa, và ngày hôm nay họ vẫn tiếp tục hãm ép lời của Chúa qua chức vụ của chúng ta, chống lại chúng ta. Chúa Giêsu đưa hành động của những người Giu-đa đã bắt bớ ngài đó tìm cách giết giết ngài. Giăng đoạn 8 câu 37 và câu 40 chép: ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Abraham, nhưng ngươi đã tìm thế để giết ta, vì đạo ta không được chỗ nào ở trong các ngươi. Nhưng hiện nay các ngươi tìm mưu giết ta. Là người lấy là thật, đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi, Abraham chưa hề làm điều đó. Giăng đoạn 5 câu 16 và câu 20 chép: nhân đó dân Giu-đa bắt bớ Đức Chúa Giêsu, vì cớ ngài làm những sự ấy trong ngày Sa-bát. Họ nhớ lời, hãy nhớ lấy lời ta đã nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ bắt bớ ta cũng bắt bớ các ngươi, bằng họ giữ lời ta
ắt cũng giữ lời các ngươi. Như vậy chúng ta thấy rằng khi Chúa Giêsu giảng, Ngài giảng lẽ thật, Ngài đã tìm được nước đó. Mà khi họ nghe thấy rằng lẽ thật, họ không chịu, không chịu, họ tranh giành, họ tranh giành. Và Chúa nói là đấy là sự bắt bớ. Và sự tìm thế để giết và bắt bớ chính là cái ý nghĩa của chữ Sitna, là tên mà Israel đã gọi cái giếng kế tiếp, cái giếng có mạch bị những người chăn sứ Gira tranh giành với các đệ tử của mình. Sitna trong tiếng Hebrew có nghĩa là tấn công, chống đối, vu cáo, kiện cáo, kẻ thù nghịch, kẻ đối lập. Sitna là chữ Sitna 7855 ra từ chữ Satan 7853, tên của Satan. Khi chúng ta bắt đầu có lẽ thật, xác thịt bắt đầu tấn công chúng ta. Khi ta tìm tới thật cao hơn, Satan trực tiếp tấn công, trực tiếp tấn công. Vì nó phát hiện được lẽ thật giải phóng. Mà khi chúng ta bắt đầu sử dụng lẽ thật, ấy là bắt đầu sử dụng vũ khí giới chiến của Đức Chúa Trời để đánh trận với quyền lực của số tối tăm, thì bây giờ quyền lực của số tăm bắt đầu trực tiếp tấn công. Trên chúng ta thấy rằng các hội thánh tư gia luôn luôn phải đương đầu với mọi sự bắt bớ, còn các hội thánh của nhà thờ là được yên trí lớn ngồi dưới một cái mái nhà đã được hợp pháp, sự bắt bớ họ rất ít. Vì tại nơi đó dưới nước ngang à, chưa có mạch. Nhưng bao giờ họ bắt đầu có mạch thì bắt đầu sẽ bị tấn công. Mạch càng nhiều thì bị tấn công càng nhiều, thì lời tiên tri đã được chép xuống. Lần thứ hai khi giếng nước bị tranh giành, Isaac liền bỏ nơi đó để đi đào một giếng khác. Sự đào giếng mới đây còn mang ý nghĩa của sự truyền giáo, sự giao giảng tin lành, mà qua đó tìm ra được những người thật lòng tìm kiếm nước của trời. Và đặc biệt cái sự mầu nhiệm nữa, đó là sự được giải phóng hoàn toàn để tự do giao giảng lời Đức Chúa Trời. Isaac rời khỏi cái nơi mà họ bị tranh giành. Các đệ tử của Isaac đi nơi khác và đào được một giếng khác nữa. Và lần này không bị tranh giành nữa. Họ vui mừng lắm. Họ nói bây giờ chúng ta không bị tranh giành nữa rồi, được rộng rãi rồi, được thịnh vượng rồi. Đó là điều gì? Chúng ta biết rằng khi xưa Chúa Giêsu đến, đầu tiên Ngài đến để làm gì nhỉ? Ngài đến để tìm kiếm chiên lạc mất của nhà Israel. Mà thưa đoạn 15 câu 24 chép, Ngài đến để làm cho luật pháp của Đức Trời được vững lập. Mà thưa đoạn 5 câu 17, Ngài đến để làm chứng cho lời thật. Giang đoạn 18 câu 37, Ngài đến để công bố điều Đức Cha muốn Ngài nói. Giang đoạn 12 câu 49. Bốn lý do Chúa Giêsu đến. Bốn lý do. Trước hết là tìm kiếm chi lạc mất của nhà Israel. Ma thiên đoạn 15 câu 4, Ngài đến để làm cho luật pháp Đức Trời được vững lập, tiếng Việt gọi là làm cho trọn. Ma thiên đoạn 5 câu 17, Ngài đến để làm chứng cho lẽ thật. Giăng đoạn 18 câu 37, Ngài đến để công bố điều Đức Cha muốn Ngài nói. Giăng đoạn 12 câu 49. Đặc biệt trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Giăng đoạn 17 nói rất rõ về các cái mục tiêu này. Ngài làm xong nhiệm vụ Cha đã giao cho. Và chúng ta biết rằng khi các môn đồ của Chúa nhận được lời của Chúa, bắt đầu đi giảng đâu vậy? Trong nhà Israel trước. Họ đi trong dân Israel, họ giảng trong nhà Israel trước đi. Nhưng mà đến khi họ bị chối bỏ, bị đuổi đi, bây giờ Chúa ban tin lành cho ai? Cho muôn dân trên đất này, không còn bị tranh giành nữa. Những người chăn sứ gây ra là đại diện cho những người thầy thông giáo, những người Pharisee tại thành Jerusalem, không còn tranh chấp với họ nữa. Họ ra Roma họ giảng, họ ra Galati họ giảng, họ ra Epheso họ giảng, họ đi cùng khắp trên đất họ giảng. Người Pharisee không còn tranh chấp được nữa, vì tôi không giảng trên đất của anh nữa rồi, tôi giảng ở khắp nơi trên đất này. Vì đó là sự mầu nhiệm về Đức Trời đã ban ân điển cứu rỗi của Ngài cho muôn dân trên đất này, mở rộng không hạn chế. Các môn đồ của Chúa vui mừng lắm. Ở trong Thi Thiên 119 câu 14 đến 15 chép, tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa, như thể vui mừng về của cải hiếm hiệm. Tôi sẽ suy gẫm về giềng mới Chúa, chăm xem đường lối của Chúa. Cũng như Thi Thiên 42 câu 1 câu 2 chép, Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hàng sống. Tôi sẽ đến ra mặt Đức Chúa Trời chừng nào. Các môn đồ của Chúa bắt đầu nhận được quyền phép của Chúa rồi, họ vui mừng lắm. Hội thánh của Chúa tại Jerusalem đã được xây dựng rất là lớn, và họ bị bắt bớ rất là mạnh, và Đức Chúa Trời khiến họ
ra khắp mọi nơi trên đất này để giảng. Và bây giờ họ không bị bắt bớ nữa, họ bị cấm đoán nữa. Vì sao? Vì Chúa mặc lệnh cho họ. Để ta xem lời của Chúa chép trước đây. Sáng thế ký 26 câu 22 chép: đoạn người bỏ chỗ đó đi đào một giếng khác. Về giếng này họ không tranh giành nhau, nên người đặt tên là Rehoboth, mà rằng: bây giờ Đức Giê-hô-va đã để cho chúng ta được rộng rãi, và ta sẽ đặng thịnh vượng trong xứ. Rehoboth trong tiếng Hebrew là mở rộng ra, nới rộng ra, làm thêm nhiều phòng cho người ta nghỉ, là đại lộ mênh mông đủ chỗ cho mọi người cùng đi. Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng Ngài là đường đi, là sự sống. Ngài đến trước hết ban cho dân Israel, nhưng khi dân chối bỏ Ngài thì Ngài đưa cho ban chính Ngài cho muôn dân trên đất này. Vì danh Giê-xu có nghĩa là mở rộng không hạn chế, hay mở rộng không hạn chế. Dân Israel đã chối bỏ Chúa Giê-xu, tìm cách giết Ngài. Và Đức Chúa đã ban Chúa Giê-xu cho muôn dân trên đất này. Và đó là hình bóng về lời Đức Chúa bắt đầu ban cho muôn dân trên đất này, không chỉ hạn chế trong dân Israel nữa. Và các môn đồ của Chúa ngày nay không còn hạn chế ở chỗ ở nữa. Anh cấm tôi chỗ này, tôi đi nơi khác, Chúa Giê-xu đã phán như thế nào vậy? Nếu người ta cấm ngươi cái thành này, ngươi đi thành khác. Nếu ai tiếp với ngươi, hãy vào nhớ ở cho đến khi đi. Còn nếu nhà nào mà không xứng cho ngươi đó, hãy phủi bụi mà đi. Không còn thiếu cho các ngươi đi giảng đâu, thoải mái mà đi. Đó là sự mở rộng không hạn chế. Các đầy tớ của Isaac đào được cái giếng mới rồi, đã được một mạng lệnh mới rồi. Một lẽ thật mới là gì? Lời của Đức Trời được ban cho muôn dân trên đất này. Nếu tôi giảng đó anh cấm, tôi đi nơi khác. Mở rộng không hạn chế, không hạn chế. Anh cấm tôi giảng thì tôi dùng sách. Anh cấm tôi dùng sách, tôi dùng băng. Anh cấm tôi dùng, radio luôn, dùng truyền hình luôn. Anh có thể cấm người giảng ở trước mặt anh được, nhưng mà anh không thể cấm nhà anh người ta giảng tại nhà người ta được. Và người ta truyền hình đi khắp mọi nơi và truyền trên đài truyền thanh ở khắp mọi nơi trên đất này. Dân nào có radio, có tivi đều có thể bắt được. Nếu họ có thể bắt được xong đó, họ có quyền bắt. Và đó là sự mở rộng không hạn chế của đạo Chúa. Chúa Giê-xu đã phán rằng Ngài đi để săn sẵn cho chúng ta một chỗ ở trên thiên đàng, và Ngài sẽ trở lại để đón những người thuộc về Ngài. Giăng đoạn 14 câu 2 đến câu 4 chép: trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sẵn sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sẵn sẵn cho ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì ngươi cũng ở đó, các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Lời hứa của Đức Chúa Trời cũng giống như là ta tìm được một mạch nước mới vậy. Vui mừng lắm, vui mừng lắm. Khi người chân chiên đi nơi nào tìm được có giếng đó, họ sẽ dừng chân tại đó luôn, để trên cửa họ được ăn cỏ và được uống nước. Và khi mà vùng đó hết nước, họ phải đi nơi khác. Thì cũng có thể như vậy, đức tin chúng ta sẽ vững vàng khi chúng ta nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời. Đó khi chúng ta tìm được mạch nước mà cho linh hồn của chúng ta. Isaac và các đầy tớ của mình đã vui mừng vì cớ họ không còn có sự tranh giành nữa, mà được rộng rãi. Đó là hình bóng về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã ban cho các tôi tớ của Chúa không còn hạn chế tại vùng Israel nữa, mà ở khắp mọi nơi trên trái đất này. Và Chúa cho chúng ta biết một điều là gì? Những người truyền giáo sẽ không còn lo thiếu chỗ để truyền giáo nữa. Và Đức Trời sẽ trao cho lời của Ngài để đi gieo khắp mọi nơi. Và hết nơi nào tiếp nhận lời của Đức Trời thì các tôn tớ của Chúa sẽ vào nơi đó để giảng tin lành của Đức Trời cho đến khi đã hoàn tất. Và họ tiếp tục làm như vậy cho đến khi Chúa Jesus Christ tái lâm. Mác đoạn 6 câu 7 đến 13 chép: Ngài bèn kêu 12 môn đồ bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma. Ngài truyền cho các sứ đồ đi đường đừng đem chi theo hết, hoặc bánh hoặc bao hoặc tiền bạc trong dây lưng, chỉ đem một cây gậy mà thôi, chỉ mang dép, đừng mang hai áo. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó cho đến khi đi. Nếu có chỗ nào người ta không chịu tiếp các ngươi và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó và phủi bụi đất đã dính lên chân mình để làm chứng cho họ. Vậy các sứ đồ đi ra giảng cho người ta phải ăn năn, đuổi nhiều ma quỷ, sức dầu cho nhiều kẻ bệnh và chữa cho được lành. Có một điều Chúa bảo chúng ta cần phải mang đi, đó là gì? Cây gậy. Cây gậy. Người giảng tin lành sẽ được nuôi bằng tin lành. Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời. Ngày nay có nhiều tôi Chúa lo không có tiền để giảng đạo. Mà Chúa đây là mạng lệnh của Chúa đây: đừng đem theo chiếc hoặc bánh hoặc bao hoặc tiền bạc dắt trong lưng, chỉ đem một cây gậy mà thôi,
Nếu có uy quyền của Chúa ra đây, quyền phép của Chúa sẽ nuôi chúng ta. Nếu có giếng, ắt có sự sống. Nếu có đá thật, ắt có chiên. Có nhiều người nói đây, cứ xây nhà to đây người ta khác đến. Và không. Nếu có mạch của giếng, nếu chúng ta đào giếng có mạch, người ta sẽ đến múc nước tại mạch đó. Đó là tôi còn nhỏ đi gánh nước giếng khơi, chỗ nào mà giếng nước trong nhiều đó là xếp hàng để múc. Còn giếng khơi bên ngoài kia nó đục lắm, phải mưa to xuống đục ngầu như là nước nước đỏ, nước vùng đất đỏ đấy, phải cho về nhà rồi đánh phèn cho nó lắng xuống trong cực cái tay lắm. Nhưng mà nước nào mà nước giếng mà có mạch trong đó là xếp hàng dài hàng dạc, thậm chí phải mua nữa, nhất là ngày Tết là phải mua. Ngày xưa cái bột hào một nắm xôi để đi ăn sáng đi học thì một bột hào một cánh nước rồi là to lắm rồi. Thì cũng có thể như vậy, nếu chúng ta có lẽ thật cũng như nơi đó có giếng nước mạch thì sẽ có chiên đến, bởi vì con chiên cũng như con nai vậy, nó tìm nơi nào có nước để nó đến uống. Chúa nói rồi. Sáng thế ký 26 con ba chép Isaac ở đó đi giờ lên Beersheba. Ủa tại sao họ tìm được cái giếng có mạch rồi mà tại sao lại rời nơi đó đi, không bị tranh giành nữa? Tại sao Isaac lại rời chỗ đó để lên Beersheba? Vì công việc của Isaac không phải chỉ dừng lại tại chỗ tìm được nơi rộng rãi để chăn bầy chiên của mình để phát triển ra, nhưng mục đích của Isaac sống là để cho ra ước của Đức Trời phải được hoàn tất trên cuộc đời của người. Mục đích của chúng ta cũng vậy, không phải chúng ta làm cho hội thánh to ra, việc đó là việc Chúa bảo làm, nhưng mà mục đích tối thượng là ý của Đức Cha phải được nên trên đời sống của chúng ta. Cho nên thì Isaac phải rời lên Beersheba. Cũng như chúng ta nói, công việc của Chúa sứ tiến thế gian này không phải chỉ để chịu chết ở thập giá làm giá chuộc cho loài người mà thôi. Nhưng tôi đã nói có bốn công việc Ngài cần phải làm. Vì nếu Chúa Giêsu chịu chết thập giá để làm giá chuộc cho người ta, nhưng bốn điều kia Ngài không làm thì không ai biết đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ngài phải đến tìm kiếm chiên lạc mất của nhà Israel, là chiên mà Chúa đã bày tỏ chính Ngài cho họ. Ngài không trước hết tìm những người chưa biết Chúa bao giờ. Ngài đến tìm người đã biết Chúa, biết luật pháp của Chúa trước đây. Vì Ngài thành tín, Ngài phải làm trọn giáo ước của Ngài đối với người Ngài đã hứa ra. Rồi Ngài làm gì vậy? Để làm vững lập luật pháp của Đức Chúa Trời. Rồi Ngài làm cái gì? Bày tỏ lẽ thật của Đức Chúa Trời ra, làm chứng về thật đó, và nói những điều Đức Chúa Trời muốn Ngài nói ra. Chúng ta cũng vậy. Hãy tìm được con chiên bị sa ngã, bị đau, bị tổn thương, bị hổ lâm, bị ngã ngựa, chạy đi rồi đó, quay về tìm đi. Thứ hai, vững lập luật pháp của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa đã vững lập luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng phải vững lập luật pháp đó. Chúng ta phải tiếp tục làm chứng, bày tỏ ra, giảng giải ra lẽ thật của Đức Chúa Trời. Và tôi phải nói bất cứ điều gì Chúa bảo tôi nói. Chúng ta phải là tiên tri. Mà tiên tri thì không sợ xác thịt, chán phải cứng kim cương. Không có một tiên tri nào của Chúa được chết cho người thấy mà lại sợ xác thịt. Mà tiên tri nào sợ xác thịt, Ngài sẽ loại bỏ. Elise sau khi đánh thắng các tiên tri của ba anh, sợ xác thịt của Jezabel lập tức bị thay thế. Để cho ai thay thế? Elise là môn đồ của mình thay thế. Isaac không dừng lại tại cái nơi đã tìm được nơi rộng rãi và có nước giếng mạch này. Người tới Beersheba. Beersheba trong tiếng Hebrew có nghĩa là cái giếng của lời thề về thuộc linh. Như vậy thuộc thể về thuộc linh, thuộc thể là cái giếng của lời thề, về thuộc linh là để đào bới cho tìm thấy đồ đã giấu, để khắc, để ghi tạc, để chạm trổ vào trong trí, trong lòng, để giảng ra, giải nghĩa ra, để công bố. Chúng ta không phải tin Chúa rồi để gì, để được Chúa bảo vệ. Chúng ta không phải tin Chúa rồi để tìm được cái nơi mà nước có mạch đó để bề chiên được đông đúc ra. Nhưng mà mục đích tối thượng Chúa muốn chúng ta đến nơi như Isaac tới, là tới Beersheba, là tới cái điểm cao nhất trong cuộc đời của chúng ta trước khi chúng ta được đón về thiên quốc, đó là gì? Là phải tìm bằng được đồ đã giấu. Cuộc đời chúng ta phải tìm bằng được ý của Đức Trời muốn chúng ta nói ra. Đó là lẽ thật của Đức Trời, phải được giảng ra.
đến gì? Để khắc, để ghi, để tạc, để chạm trổ trong lòng người ta. Vì sao? Vì nếu không làm được điều đó, chúng ta biết rằng nếu hòn đá mà ta cưa xẻ rất là phẳng lì đó, để ở trong cái nhà đó 100 tấm đẹp đó mà không khắc ghi tên ai cả thì nó là đá trơ thôi, không ai trả tiền hết. Nhưng nếu được khi ghi khắc những cái từ, cái chữ mà người ta lấy làm quý, người ta sẽ mua. Vì chúng ta đến tiệm sơn mài của anh Lập, chúng ta thấy bức tranh sơn mài rất là đẹp, thì bông hoa mà chống thiên tất cả chẳng có gì cả, chúng ta có mua không? Không. Nhưng nếu nó khắc ghi lời của Đức Chúa Trời vào đó, chúng ta sẽ mua. Đức Chúa Trời sẽ đến đón những kẻ nào có lời của Ngài trong lòng. Và việc chúng ta phải làm đó là gì? Phải làm thế nào đó để có lời của Chúa để giảng ra, để lời đó được ghi tạc vào lòng của họ. Ai ghi điều đó? Chúng ta ghi à? Không, Đức Thánh Linh. Khi chúng ta giảng ra, Thánh Linh ghi lời đó trong lòng của họ. Hebrew là 10 câu 16 đến 17 chép: Chúa phán, này là giáo ước ta lập với chúng nó, sau những ngày đó ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn. Lại phán rằng ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó đâu. Ngày nay có biết bao nhiêu người đã bị từ chối lên máy bay vì cớ gì? Nghi ngờ bị bệnh xác, không chịu tiêm phòng dịch. Nếu chúng ta không tiếp nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời, không luôn giữ luật pháp Đức Chúa Trời, cũng sẽ bị từ chối, không được cất lên không trung để gặp Chúa trong ngày Su Ta Lâm. Đó là lý do tại sao mà Isaac phải tới BC3, hình báo chúng ta phải tới được BC3 thuộc linh, là tới cái điểm cao nhất của đời chúng ta. Đó là gì? Muốn đi Chúa cứu chúng ta để dẫn chúng ta từng bước một ra khỏi thế gian để tới được BC3, từng cha một. Có cha mà ta tới được cái chỗ đó, để từ đó ta được yên ổn. Rồi có nước mạch, không phải chỉ riêng chúng ta mà thôi. Khi có nước có mạch rồi, chúng ta nuôi chúng ta được, nuôi bề trên của mình được. Nhưng mà không chỉ hạn chế nó, chúng ta phải tới BC3. Vì tại đây lẽ thật của Chúa được công bố ra khắp mọi nơi, mà sự cứu rỗi đi khắp mọi nơi. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa, chúng ta đã tới Gera và chúng ta đang tới BC3, đang tại BC3, vì từ chúng ta lẽ thật của trời đang được công bố ra khắp mọi nơi. Và cuộc đời chúng ta cũng phải tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy. Sáng thế ký 26 câu 24 25 chép: Đêm đó Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham cha ngươi, chớ sợ chi, ta ở cùng ngươi, sẽ ban phước cho và thêm dòng dõi ngươi, vì cớ Abraham là tôi tớ ta. Isaac lập vào bàn thờ cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va và đóng trại tại đó. Đoạn các đệ tớ người đào một cái giếng tại nơi ấy. Trong đêm đó, cái đêm mà Isaac tới được Bê-sa-ba, chúng ta đang ở trong đêm của lễ thuộc linh, lễ vượt qua thuộc linh. Nếu chúng ta đã tới được BC3, nghĩa là khi chúng ta tin Chúa, chúng ta tới được cái vị trí của BC3, là nơi chúng ta bắt đầu công bố là thật của Đức Trời ra. Chúa sẽ hiện ra cho với chúng ta trong chiêm bao. Ngài lập dấu ước với chúng ta. Tại sao Ngài lại nhắc đến Abraham? Ngài nhắc đến Abraham, đó là Ngài nhắc đến sự thành tín không bao giờ thay đổi. Cho dù xác thịt có thể chết đi, nhưng lời Chúa không qua đi. Thứ hai, chúng ta là dòng dõi của Abraham. Vì nếu là dòng dõi của Abraham thì lời hứa của trời với Abraham sẽ tiếp tục được ứng nghiệm với chúng ta. Chúng ta phải nhận biết rằng nếu chúng ta quả thật là dòng dõi Abraham thì phải biết rằng lời hứa của Chúa phán với Isaac đây chứ là phán với chính chúng ta. Phải tin cậy điều đó. Đêm đó có nghĩa là gì? Khi chúng ta tới được BC3, chính khi chúng ta tới được BC3, Ngài sẽ hiện đến với chúng ta để phán cho chúng ta. Phán chúng ta. Điều này cũng có nghĩa hình bóng về Chúa Giêsu lập giao ước bằng huyết của Ngài với các môn đồ của Ngài trong đêm của lễ vượt qua, trước khi Ngài bị bắt và bị đóng đinh thập tự giá. Và cũng là điều Chúa Giêsu mặc lệnh cho các môn đồ của Ngài khi Ngài chuẩn bị trở về với Đức Cha trên thiên đàng. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18-20 chép: Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng các môn đồ như vậy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã ra cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ môn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Luca 24 câu 48 đến 53 chép: Các ngươi làm chứng về mọi việc đó, ta đây sẽ ban cho ngươi điều cha ta đã hứa. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.
Khi đó Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bethany, giơ tay lên mà ban phước cho. Đang khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời. Môn đồ thờ lại Ngài rồi trở về thành Jerusalem mừng rỡ lắm. Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn, ngợi khen Đức Chúa Trời. Tại Bê-xê-ba này, Đức Chúa Trời hiện ra phán với lại Isaac, và sau khi Ngài phán xong có phép lạ xảy ra. Điều các đệ tớ của Isaac đào một dãy giếng tại Bê-xê-ba sau khi Isaac nhận được lời hứa Đức Trời, cũng chính là điều các môn đồ của Chúa đã vui mừng nhận lấy lời hứa của Đức Chúa Giêsu khi Ngài chuẩn bị về thiên đàng. Trước khi Ngài về thiên đàng, Ngài phán với các môn đồ của Chúa, và môn đồ của Chúa vui mừng nhận lấy điều đó. Chúng ta xem xét ở trong Sáng Thế Ký 26, câu 26 đến 33. Vua Abimelech ở Gera đi đến viếng Isaac, có Ahusat bạn mình và Phicôn quan tổng binh mình đi theo. Isaac bèn nói rằng: các người ghét tôi, đã đuổi tôi ra khỏi nơi mình, sao còn đi đến tôi mà chi? Chúng đáp rằng: chúng tôi đã thấy rõ ràng Đức Giê-hô-va phù hộ người, nên nói với nhau rằng: phải có một lời thề giữa chúng tôi với người, để chúng ta kết giao ước với người. Hãy thề rằng người chẳng bao giờ làm hại chúng tôi, như chúng tôi không động đến người, chỉ hậu đãi người và cho đi bình yên. Bây giờ người được Đức Giê-hô-va ban phước cho. Isaac bày một bữa tiệc, các người đồng ăn uống. Cùng trong ngày đó, các đệ tớ của Isaac đem đến tin cho người hay về giếng họ đã đào rằng: chúng tôi đã thấy con nước. Người bèn đặt tên cái giếng đó là Siba, vì cớ đó lên thành ấy là Bê-xê-ba cho đến ngày nay. Để phần cuối này, đó là một lời tiên tri mầu nhiệm cho cả thế gian và ngày sau đó này. Khi hội thánh của Đức Chúa Christ được trang bị với sự vinh hiển đầy dẫy của Đức Thánh Linh, thế gian bắt đầu nhìn thấy rằng quả thật có Đức Chúa Trời. Họ không thể chối cãi được nữa rồi. Quy luật của thế gian phải đến. Ở đây chúng ta thấy như này, vua Abimelech này có Ahusat bạn mình và Phicôn quan tổng binh mình, ba thế lực cầm quyền chính trị và quân sự cùng tới với Isaac. Nói sao? Chúng tôi thấy Đức Giê-hô-va có ban phước cho ông. Nhưng ngày sau đó này, hội thánh của Chúa được trang bị đầy dẫy sự vinh hiển của Đấng Christ. Thánh Linh Ngài làm việc cho hội thánh Chúa, bày tỏ quyền phép của Ngài ra, và thế gian phải công nhận, phải chấp nhận. Nhưng họ đến không phải để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Họ đến để làm bạn. Vì sao? Họ sợ rằng thế hội thánh của Chúa sẽ tràn lan ra và lấn át họ, và gì? Ảnh hưởng khiến họ mất chỗ đứng, mất vị thế, mất quyền cai trị trên đất này chăng? Họ đến để làm bạn, họ đến để kết giao ước. Anh không làm hại tôi không làm hại anh, chúng ta cùng nhau ở bình yên. Sẽ có một kỳ, và bây giờ đang bắt đầu. Họ đến canh đừng nhóm đông quá, vì không an toàn, không an ninh. Chúng tôi biết anh là tốt, giả tin này là tốt. Khi xưa dám nói câu đó không? Không. Bắt bớ, vu cáo, vu dột, bỏ tù. Từng bước một, họ bắt đầu hạ mình, nhún xuống. Vì sao? Chúa đang can thiệp, nhưng họ chưa nhìn thấy quyền năng vinh hiển của Đức Chúa Trời. Họ chưa nhìn thấy ngày mà cờ của Liên bang Xô Viết hạ xuống, cờ Nga kéo lên tại Hồng Trường Kremlin. Tôi tớ của Đức Chúa Trời là người Mỹ, Rod Paisley, giảng tin lành đầu tiên sau 70 năm bị cấm đoán tại Liên Xô. Thánh Linh giáng xuống, tất cả mọi người nói tiếng lạ, kể cả công an, kể cả cảnh sát, nói tiếng lạ luôn. Công an thấy làm lạ quá, chạy ngoài đường vui mừng quá, chạy xe bóp lại lấy làm chứng. Cả xe bóp đều nói tiếng mới luôn. Và cho đến ngày hôm nay, họ không thể từ chối được sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên hội thánh của Chúa nữa. Tối tớ của Chúa từ Canada, của Mỹ sang giảng, truyền giảng liên tục, đào tạo, huấn luyện liên tục tại Liên Xô, không hề bị bắt bớ nữa. Tại Nga, Liên bang Nga. Ngày hôm nay, tại Liên bang Nga, không gọi là Liên bang Xô Viết, gọi là Liên bang Nga, bầu cử hạ nghị viện. Trong đó có tên nhiều đảng, nhưng có 5 đảng sẽ có chân vững ở trong hạ nghị viện của họ. Mà Đảng Cộng sản là đảng đứng hàng thứ hai. Chúa đã can thiệp, không còn độc quyền nữa, nhưng Chúa đang can thiệp. Và đến ngày sau đó này, chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra. Lời Chúa đã chép trước ở trong Thi Thiên 18 câu 39 đến 47 như này: vì Chúa đã thắt lưng tôi bằng sức lực để chiến, khiến kẻ dưới nghịch cùng tôi xếp đẹp dưới tôi. Chúa cũng khiến kẻ thù nghịch xây lưng cùng tôi. Xây lưng có nghĩa là bỏ chạy.
Có những kẻ ghét tôi đã diệt chúng nó rồi. Chúng nó kêu nhưng chẳng ai cứu cho. Chúng nó kêu cầu Đức Giê-hô-va, xong Ngài không đáp lại. Bây giờ tôi đánh nát chúng nó nhỏ như bụi bị gió thổi đi. Tôi ném chúng nó ra như bùn ngoài đường. Chúa đã cứu tôi khỏi sự tranh giành của dân sự, lập tôi làm đầu các nước. Một dân tộc tôi không quen biết sẽ hầu việc tôi. Vừa khi nghe nói về tôi, chúng nó sẽ phục tôi. Các nước ngoại bang sẽ giả bộ vâng theo tôi. Các người ngoại bang sẽ tàn mạt đi ra khỏi chỗ ẩn mình cách run sợ. Đức Giê-hô-va hằng sống đã ngợi khen hòn đá tôi. Nguyện Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi tôi được tôn cao. Đức Chúa Trời báo oán cho tôi, khiến các dân suy phục tôi. Tại Bê-xê-ba, vua Abimelech tới với hai bạn mình và quan tổng binh của mình để đến để gì? Sợ rằng Isaac sẽ lớn mạnh lên và át họ đi chăng? Nên đến trước để nói trước để ký được hòa ước với nhau. Sẽ xảy ra điều đó, bởi vì điều chuyện ứng nghiệm sẽ tiếp tục ứng nghiệm nữa. Cái ngày đó là ngày nào? Chúng ta xem Sáng Ký 26 câu 32 đến 33 chép. Cùng trong ngày đó, các đầy tớ của Isaac đem tin cho người hay về giếng họ đã đào rằng: chúng tôi đã thấy có nước. Người bị đặt dâng đặt tên tiếng giếng đất đó là Siba, vì cớ đó nên thành ấy là Bê-xê-ba cho đến ngày nay. Chứ ngày đó là kỳ đó, mùa đó, năm đó, thời đại đó, thế hệ đó. Và chữ Yom trong tiếng Hebrew nghĩa là sẽ là sự nóng nhất, là tin tức, là sự kiện lịch sử, là thời đại, thời kỳ mùa. Khi hội thánh của Chúa được dày dẫy sự vinh hiển, đó là thời kỳ nóng cháy nhất. Tin tức về quyền phép của Chúa được bày tỏ khắp mọi nơi, trên radio, báo chí, trên TV, trên truyền hình, đủ mọi nơi. Người ta không thể vùi dập được nữa, không thể lấp được nữa rồi. Họ phải công nhận nó trở thành kỳ nóng vô cùng. Các chính thể trên thế gian này đều sợ hãi. Điều gì xảy ra đây? Liệu dân cơ họ bỏ mình không? Hay đi theo hết đạo kia? Vậy thì mình lãnh đạo ai đây? Thôi tôi nhờ, đến với hội thánh đi, làm hòa đi. Chúng tôi là bạn. Trong kỳ đó, chúng ta sẽ được cất lên. Chúng ta xem Isaiah đoạn 11 câu 10 câu 11. Xảy ra trong ngày đó, cũng là chữ dùm. Dễ Isaiah đứng lên làm cờ cho môn dân, các nước đều tìm đến Ngài. Nơi an nghỉ của Ngài sẽ được vinh hiển. Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi Assyria, Egypto, Phatro, Cút, Elam, Sinea, Hamat cùng các củ lao biển. Trong ngày đó, thời kỳ mà Chúa Thánh Linh làm việc đầy dễ trên hội thánh của Ngài, thế ra sẽ biết điều đó. Ngài đặt tay một lần nữa. Đặt tay là gì? Ngài đặt tay Ngài trên các tôi tớ Ngài và các tôi tớ Chúa. Mở miệng ra thì lửa sẽ thiêu hủy tất cả kẻ chống đối lại lời của Đức Chúa Trời, và phép lạ sẽ xảy ra để chữa lành người ta, và người ta sẽ tin theo Chúa. Và rất nhanh Ngài sẽ đóng cửa con tàu của Ngài lại, và hội thánh của Chúa sẽ được cất lên. Trong ngày đó, các đầy tớ của Isaac báo tin về: chúng tôi thấy có nước. Chúng ta đang đào cái gì đây? Chúng ta đang đào giếng đây. Chúng ta đang mong chờ cái gì đây? Khi ta đang sống, nước là vô cùng sống cần thiết cho chúng ta. Mỗi buổi tối tôi nằm xuống, ô mệt quá Chúa ơi, hôm qua gần 1 giờ tôi mới được nằm ngồi, cảm ơn Chúa con mệt quá. Ô con lại được gần 1 ngày đã gần đến Chúa rồi. Chúa ơi mau đến đi, con chỉ mong Chúa mau đến để đến đón con về với Ngài thôi. Dưới đất là mệt mỏi quá rồi. Tôi mong chờ cái đó, nhưng con nay cái thèm khát khe nước. Như các tôi tớ Chúa đào giếng thấy mạch nước rồi mừng quá. Hình bóng các tôi tớ Chúa đang trông đợi ngày cuối cùng để chúng ta rời khỏi trái đất này. Không phải đang có tàu Apollo lên cung trăng rồi lại trở về trái đất lần nữa, mà lên với Chúa ở trên thiên đàng mãi mãi. Báo gì sai biết rồi, tôi thấy nước rồi. Chúng ta đã thấy được lời Chúa phán, chúng ta đã được ứng nghiệm. Đó là ngày chúng ta được cất lên trên không trung để gặp Chúa Jesus Christ. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14 chép: tin lành này về nước Đức Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Isaac đặt tên cho cái giếng đó là Siba. Siba trong tiếng Hebrew là gì? Số 7. Ngày thứ 7 được hoàn thành, được làm xong lời thề. Đức Trời làm xong mọi sự vào ngày thứ 7, ngày làm xong hết rồi. Và ngày hôm nay, kể từ khi Adam phạm tội cho khi Chúa Jesus giáng sanh là 4.000 năm. Kinh Thánh chép của chúng ta dự đoán tính tuổi của Abraham đến các thời đại kế tiếp đến khi Chúa Jesus giáng sinh là 4.000 năm. Kể khi Chúa Jesus giáng sinh cho đến ngày hôm nay hơn 2.000 năm rồi.
Tức là chúng ta đang ở vào ngàn năm thứ bảy của Đức Chúa Trời. Trước mặt Chúa một ngày như một ngàn năm như một ngày. Chúng ta đang ở vào ngày thứ bảy hay là ngàn năm thứ bảy của Kinh Thánh, là ngày của Đức Chúa Trời, là ngày Ngài sẽ làm thành lời Ngài đã hứa là dòng dõi người nữ sẽ dày đạp đầu con rắn. Ngài sẽ phán rằng cơn mưa sao rốt sẽ lớn hơn cơn mưa ban đầu, sự vinh quang sao rốt của nhà Đức Chúa Ba sẽ lớn vinh quang ban đầu. Khi vinh quang sao rốt được bày tỏ trong thánh của Chúa, thế gian sẽ mạt, sẽ bẹp xuống như con rắn đó, tìm đến như là gì, quan tổng binh Na-man đến tìm tiên tri Elise vậy. Họ sẽ đến tìm chúng ta như vậy, họ sẽ lột bỏ các lon xuống, không dám mang cái lon nào nữa, bởi vì cái ngạch bằng của họ dù to đến mấy nữa, tột đỉnh của quân sự dưới đất này không thể bằng một tôi tớ của Đức Chúa Trời, một sứ giả của nước Đức Chúa Trời được. Họ phải lột bỏ lon xuống để mà vào, họ phải hạ mình xuống trước sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bày tỏ trên hội thánh của Ngài. Không phải chỉ vua, quan tổng binh và bạn của vua nữa, chính trị, họ phải đến. Đấy là hình bóng tiên tri cho chúng ta. Chúng ta phải tin điều đó và bước tới, vì đây là nước có mạch bàn cho chúng ta. Giáo ước đưa trở lập Isaac, tức là lập với chúng ta. Nếu chúng ta là dòng dõi của Abraham, nếu chúng ta là dòng dõi Abraham thì lời Chúa phán Isaac sẽ phải là của chúng ta. Đức Chúa phán với Isaac như thế nào nhỉ? Ta là Đức Trời của Abraham, cha người, chớ sợ chi, ta ở cùng ngươi, sẽ ban phước cho và thêm dòng dõi ngươi vì cớ Abraham là tôi ta. Nếu chúng ta đã đóng tại chúng gây ra thuộc linh, chúng ta đã có mạch nước, đã thấy nước rồi, và ta tiếp tục và bây giờ ta tới BEC3, và tại BEC3 này chúng ta chớ sợ chi vì ta ở cùng ngươi, ta thêm dòng dõi ngươi, chúng ta sẽ tăng trưởng, sẽ lớn lên và vinh hiển Đức Chúa Trời sẽ bao phủ chúng ta. Alleluia. Chúng ta cùng đứng dậy tạ ơn Chúa. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời trước khi chúng ta nhận lấy thực thánh mà Chúa ban cho chúng ta. Hãy ngợi khen Chúa vì lời của Chúa phải được ứng nghiệm cho những kẻ tin Ngài. Hãy lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta.